Rồi vô số lẻ nè, là 15, 12 câu này lẻ. Rồi vô câu số 1. Một câu về động từ. Emmy and I are in the same team. Emmy và tôi đều cùng trong một đội. Được chưa? Trước thầy dạy các bạn in the same boat là gì các bạn? On the same boat như thế nhầm. On the same boat là gì? Cùng chung số phận. Còn on the same page là gì? Cùng chung gì đấy? Cùng chung chí hướng, cùng chung quan điểm. Nhớ thầy nha, hai cái khác nhau nha các bạn. Gọi là on the same boat thì như thế nào so với on the same page? Đúng rồi, on the same boat nó sẽ tiêu cực không? Trong một cái hoàn cảnh mà khó khăn các bạn ha. Rồi, cả tôi và Emmy đều cùng chung một đội. Được chưa? Và cái gì đó cùng chung như duty đó chính là nghĩa vụ bổn phận. Được chưa bạn? Đó là đồng nghĩa từ nghĩa vụ bổn phận là bạn off gì? Obligation đúng không? Obligation. Được chưa? Đó thì làm chung bổn phận thì chọn gì? Duty thì chọn động từ do hay là make. Đó hai từ được làm đó thì chọn gì? Do chắc chắn rồi. Đó các bạn nhớ thì do duty các bạn ha. Rồi. Nhưng mà cô ấy inclined to, thầy đã dạy các bạn rồi, inclined to nó y chang, gần như y chang là prone to này các bạn. Có gì đấy? Có xu hướng, đúng không bạn? Nhưng mà cô ấy hay, thầy dịch hay đi. Nhưng mà cô ấy hay gì đây? Get me to dance to her tune. Được chưa? Đó thì các bạn đoán đi. Thì gọi là cùng chung đội, rồi cùng chung công việc. Nhưng mà cô ấy hay gì đó thì các bạn đóng vế sau dance to someone's tune thì tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực các bạn coi nè, tune là gì? Cái giai điệu nó giống như rhythm vậy đó. Được chưa? Thì nhảy theo giai điệu của cô ấy là như thế nào? Làm theo ý của cô ấy. Được chưa bạn? Đó thì học cho thầy cầm đó chính là gì? Dance to someone's tune đó chính là gì? Ép ai đó phải làm theo ý của người nào người khác. Được các bạn? Đó, ép ai đó làm theo ý của người cái người đó. Được các bạn? Thôi ép người khác đi, ép người khác làm theo ý của người người đó. Được các bạn ha. Dance to someone's tune. Ép ai đó phải làm theo ý của người ép ai khác làm theo ý của người đó. Rồi nhớ thầy ha, dance to someone's tune năm nay có thể ra về âm nhạc các bạn ha. Rồi ôn thầy một chút xíu, face the music là gì các bạn? Đối diện đối mặt. Rồi chưa còn gì về âm nhạc nữa không ta? Về cái dụng cụ nào đó, trước thầy nhớ dạy mấy đứa về một cái dụng cụ nào đó, một cái nhạc cụ nào đó. Cái đồ gì? Violin, cái fiddle đúng không? As fit as fiddle đúng không bạn? Đó khỏe khỏe mạnh đúng không? As fit as a fiddle. Thầy nhớ còn nữa mình tính sau đi. Tiếp tục câu số 2. If you are losing your bearings in an exotic forest, thầy dạy các bạn exotic là gì các bạn? Ngoại lai đối với trường hợp này không là rừng mà ngoại lai mà ngô rừng như nào đấy? Nó xa xôi. Được chưa? Thì các bạn đoán đi, nếu mà bạn mất cái gì đó trong một cái khu rừng mà xa xôi đoán đi, thì bearing là gì? Nó giống y chang cái direction gì đó. Vì lose your bearings, y chang lose your direction là gì? Mình gì? Mình mất phương hướng là mình lạc đó. Được chưa? Thì nhớ thầy lose someone's bearing đó chứ mình lạc. Được chưa? Nếu mà bạn lạc trong một khu vực mà khu rừng xa xôi thì sử dụng một cái gì đó để tìm find your way out là gì? Để tìm đường ra. Được chưa? Thì cái việc sử dụng cái nào using động từ tiếng Anh thì phải dịch là dịch cái việc đúng không bạn? Đó cái việc mà sử dụng một cái gì đó để tìm đường ra thì nó do the trick. Được chưa? Thì bạn nghĩ đi, mình mất phương hướng thì chắc chắn mình phải chọn gì? Mình sợ gì đấy? Cái torch. Chưa mà, ủa thầy đã hỏi, thầy nói là torch gì? Cái đuốc. Được chưa? Sắp tới mấy đứa thấy cái torch đó. Được chưa? Cái đuốc hoặc là cái đèn pin các bạn ha. Cái torch là cái đuốc hoặc cái đèn pin không biết hả? Rồi vậy câu này các bạn chọn gì? Mình lạc mà cho nên phải sử dụng gì các bạn? Là bàn. Phải gì? Compass. Được chưa? Đó, nhớ thầy compass. Compass nó có hai nghĩa. Thật ra ba nghĩa, cái chữ nghĩa mà nghĩa bóng thầy tính xong. Rồi nhưng mà có hai nghĩa, cái đầu tiên đó chính là cái la bàn, cái nghĩa thứ hai là gì? A pair of compass là cái gì thôi? A pair of compass là một cái con ba. Được chưa bạn? Đó, kia thì hai nghĩa con ba hoặc là cái la bàn. Được chưa bạn? Rồi. Thì học thầy chỉ do the trick thì bạn đoán đi. Thầy nhớ là đề thi năm của thầy nó đã ra cái cụm do the trick rồi. Được chưa? Và thầy cũng biết làm. Rồi thì cái việc mà sử dụng một cái la bàn trong cái tình huống này để mình tìm hướng ra thì nó sẽ do the trick thì nó như nào đấy? Trick là cái mẹo đó. Được chưa? Thì các bạn học thầy cụm đó chính là gì? Làm cái mẹo này thì nó sẽ thành công. Được các bạn? Đó, làm cái mẹo này thì nó sẽ thành công. Đó. Thì hiểu được đây là gì? Thì mình phải sử dụng một cái gì đây? Mình sử dụng một cái la bàn thì sử dụng cái la bàn để tìm đường ra thì nó sẽ giúp mình thành công. Được chưa bạn? Đó, nhớ thầy cầm do the trick. Được chưa? Rồi, laurel hồi bữa thầy dạy các bạn rest on someone's laurel là gì? Nghỉ ngủ quên trên chiến thắng đúng không? Laurel đó chính là cái vòng nguyệt quế.
nó chỉ mang nằm ngủ trên vòng nguyệt quế, vòng nguyệt quế là cái sự hoán dụ cho cái chiến thắng, đúng không? Đó thì nhớ thầy ngủ qua chiến thắng ha. Rồi magnet là gì các bạn? À, 500 magnet. Rồi tiếp tục câu số 3. Tony suffer from chicken pox. Rồi các bạn nhớ suffer thì thầy giúp từ from các bạn. Suffer from đó chính là gì? À, chịu đựng hoặc là chịu gì đó, đúng không? Đó thì xong suffer Tony bị bệnh gì đây? Chicken pox là bệnh gì các bạn? Bệnh gì? Đậu mùa. Đậu mùa là bệnh gì? Thủy đậu. Được chưa? Đó. Ủa, chế đại cũng là thủy đậu hả? Khác hay như giống vậy đó. Giống hả? Thì cái này đơn giản nhất là thủy đậu. Được chưa bạn? Đó. Thì Tony bị bệnh thủy đậu. Và mọi người tránh anh ấy như là gì đấy? Tài. Được chưa? Các bạn nhớ play là gì? Play là dịch bệnh, đúng không các bạn? Chang là disease. Nhưng mà đúng. Nhưng mà đối với trường hợp là tránh di tài trong tiếng Việt của mình các bạn ha. Đó, bởi vì cái này do thủy đậu này cho nên tránh di tài về tiếng Anh của mình đó chính là avoid someone like a plea. Được chưa các bạn? Đó, và mọi người tránh nó như ta. Nhưng mà Amanda là cái gì đó? Và flash gì các bạn? Flash chính là các bạn đoán đi, mà ai cũng tránh đấy. Nhưng mà Amanda như có tránh không? Không, được chưa? Thì Amanda như thế nào đó. Và flash, flash that. Và cái gì đó rằng cô ấy sẽ leave no stone unturned. Ô bài của thầy các bạn, leave no stone unturned là gì? Hả? Đúng rồi, cố gắng làm gì đó hết mình để kiểu như là cải thiện cái tình hình. Được chưa? Đó. Hoặc là cố gắng hết mình, không từ bỏ. Được chưa? Đến cùng. Được chưa bạn? Đó, hôm qua là bữa, ngày hôm qua là buổi chủ nhật. Buổi chủ nhật dạy chưa? Dạy rồi, leave no stone unturned. Đó, quên nữa rồi đó. Và cô ấy cái gì đó rằng cô ấy sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để giúp anh ấy điều trị nó. Thì các bạn đoán chị bless hay gì? Nhưng mà Amanda như thế nào đó và cái gì đó rằng cô ấy sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để gọi là giúp đỡ anh ấy chuyện gì, kiểu như là leadership, kiểu như là không bỏ ai lại phía sau đó các bạn, là giúp là kiểu như là cố gắng nỗ lực hết mình để giúp ai đó. Được chưa? Thì đối với trường chụp test gì nó giống như là quả quyết gần đúng rồi á, cam gì, cam kết. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Nó đồng nghĩa từ gì bạn? Test đồng nghĩa từ gì thôi, promise thôi, hiểu không? Cam kết là mình hứa đó. Được chưa? Đó, ok. Rồi, thì con này các bạn chọn gì? Thì ví dụ như thì con Amanda nó như nào đây? Nó làm việc gì đây? Lùi. Step out. Các bạn coi out là gì? Step là bước luôn, bước ra ngoài. Thì các bạn coi thử. Nhưng mà Amanda đã bước ra ngoài. Các bạn đoán đi, vì ai cũng tránh nó bệnh như vậy. Được chưa? Chỉ có Amanda là nó không tránh thôi và nó làm gì đó. Và nó hứa rằng sẽ điều trị nấy. Nhưng mà các bạn đoán thử mình có chọn step out không? Bởi vì sao out là ngoài rồi, đúng không? Đó, rồi step in thì nó trái nghĩa đúng không ạ? Đó, step in bước vào, kêu thì các bạn đoán bước vào là như thế nào? Hả? Đúng rồi, can thiệp. Được chứ? Đó, thì quăng vào ổn các bạn, nhưng mà Amanda đã can thiệp và hứa anh ấy rằng cô ấy sẽ giúp đỡ, đúng không? Ổn không? Ổn, đúng không các bạn? Nhưng mà cứ đọc tiếp đi, cô C, save up là gì? Save up là gì thôi, đơn giản. Ở tiết kiệm thôi, tiết kiệm tiền thôi. Được chưa? Và cô đây check out thầy dạy các bạn rồi là gì? Mình kiểm tra vậy thôi. Được chưa? Đó chỉ check là kiểm tra là cô gì nữa. Thì cô này chọn thầy câu B, step in. Các bạn nhớ step in đó chính là mình can thiệp. Được chưa? Rồi mình tham gia vào gì đó, thường kiểu như là mang nghĩ tích cực các bạn ha. Tham gia vào việc gì đó để xử lý cái việc gì đó. Được chưa? Tham gia hoặc can thiệp để giải quyết. Được chưa? Ví dụ như thấy người ta gọi là cãi lộn thì mình như thế nào? Mình step into. Được chưa bạn? Để gọi là settle the dispute. Settle the dispute của thầy dạy các bạn là gì? Hòa giải cái mâu thuẫn, đúng không? Settle the dispute. Được chưa? Rồi, thì câu này nhắc lại thầy, step in là gì? Can thiệp hoặc tham gia để mình tham gia về việc gì để mình giải quyết. Rồi, ôn lại thầy, đó chính là leave no stone unturned là gì? Cố gắng nỗ lực hết mình. Được chưa? Cố gắng đến cùng để làm việc gì đó. Rồi, pledge thì mới đó, pledge đó chính là cam đoan, cam kết. Được chưa? Tiếp tục câu số 4. Rồi, this town has made headlines as its authority allow businesses to construct gì đó. Rồi nhưng mà phân tích nè, make headline, trước giờ các bạn nghe headline là gì? Headline bây giờ cái đối với cái trường hợp thời sự mà hoặc là báo đài, các bạn thấy headline không? Là gì? Hả? Cái tiêu đề của một bài báo hoặc là một cái tin tức nào đó. Nên chứ vậy các bạn đoán đi, mà một cái gì đó, một cái vấn đề nào đó mà nó make headline ở trên TV hay là trên tờ báo thì nó như thế nào? Nó như thế nào? Trong động hoặc là hot thì kiểu như là gì? Là kiểu như là nó đã được lên báo thôi, được lên trang đầu. Được chứ? Đó, ok.
Thì cái tin tức này là được lên trang đầu thì ai cũng biết đó các bạn, lên thời sự rồi đó, được chưa? Đó thì nó đã lên thời sự, được chưa? Lên trang đầu của báo. Rồi thì cái thị trấn này nó đã lên trang đầu của báo hoặc là gọi là lên thời sự bởi vì its authority là gì, cái chính quyền của nó đã cho phép cái gì đây? À, những cái doanh nghiệp làm gì? Xây dựng những cái tòa nhà, bữa trai là vậy các bạn, chỉ có đi S rồi là xây những cái tòa nhà như đấy hiện đại, được chưa? Và các bạn học thầy chữ 2N, các bạn biết nào 2N là gì không? Không phải cao lắm, không phải gọi là cao ốc gì đâu, cao cấp, đúng rồi, chính xác đó, được chưa? Cao cấp hoặc là nó đồng nghĩa với luxurious, được chưa? Cao cấp hoặc là sang trọng, nhớ thầy nha, 2N và cutting edge là vậy các bạn. Rồi hiện đại thì kiểu như là cái chính quyền của nó đã cho phép những cái doanh nghiệp xây dựng những cái tòa nhà mà nó hiện đại và nó cao cấp at the gì đó of the reason, ở cái gì đó của những người gì đấy, của người dân sống xung quanh cái vùng đó, được chưa? Hay tay tôi dạy các bạn rồi, học kỳ 2 tôi dạy các bạn rồi, at the gì, at the slum, trời ơi, cái câu này idiom mà chơi slum là không hả? Slum là gì mới đó? Ở khu chuột. Các bạn làm bài, các bạn cố gắng để ý cho thầy là mình làm tới câu nào rồi, mình làm tới cái dạng nào rồi, được chưa bạn? Đối với cái trường hợp nãy giờ mình đã làm những cái dạng mà collocation chứ, collocation và danh từ chứ. Hồi nãy là cái gì đấy, cái magnet nè, rồi sau đó cái không, cái la bàn nè, thì chắc chắn câu còn lại nó phải là về idiom hoặc là về cái khác rồi, được chưa? Mà các bạn quăng vào nghĩa đen của nó, slum là gì, khu ổ chuột cái là tào lao, lò bỏ đi, hiểu không bạn? Đó, thì câu này các bạn chọn gì? Add là gì? Expand là gì các bạn? Chi phí, đúng không? Rồi revenue là gì? Doanh thu, đúng không? Ủa, doanh thu gì đó? Doanh thu. Rồi chưa, drawback là gì? Nó y chang như là setback là gì? Cái nhược điểm, cái nhược điểm hoặc là cái bước thụt lùi, được chưa? Setback nó y chang như là drawback, đó chính là cái nhược điểm thôi. Được chưa? Đó, thì câu này các bạn chọn, các bạn chắc chắn các bạn lò bỏ câu B và câu D thì 50-50 câu A và câu C. Thầy tân dạy các bạn rồi, at the gì đây? At the expense of someone, được chưa bạn? Đó, thì nhớ thầy học cầm at the expense of someone hoặc là something, được chưa? Nó kiểu như là nó có hại cho cái gì đó, được chưa? Gây hại, có hại cho, gây bất lợi đi, có hại hoặc là gây bất lợi cho cái gì đó, có hại hoặc gây bất lợi cho cái gì đó. Các bạn có biết gọi là cái vụ mà hồi trước mà ở trong Sài Gòn thì nghĩ chắc bạn cũng biết đâu, đó chính là cái vụ mà Thủ Thiêm đó các bạn. Các bạn nghe rầm rộ hồi trước không? Người dân kiểu như người ta phản đối cái việc mà xây dựng một cái nhà hát thành phố ở đó rất là lớn, được chưa? Nhưng mà kiểu như là đất của người dân, nhưng mà nhà nước kiểu như là muốn muốn lấy với cái giá nó rất là thấp, được chưa? Đó cho nên người ta nói là gì, cái việc mà xây dựng đó thì nó đã bóc lột cái gọi là, hoặc là nó gây trở ngại, gây gọi là gây hại cho người dân ở đó, được chưa bạn? Gây bất lợi cho họ, được chưa? Bởi vì họ sống ở đó rất là lâu rồi mà bây giờ kiểu như là lấy đất của họ với cái giá tiền rất là thấp, cho nên là họ không chịu, không thể chấp nhận. Đó, ví dụ đất 1 tỷ mà người ta chỉ họ trả khoảng 100 triệu, các bạn có chịu không? Không thể nào, được chưa bạn? Đó thì xây dựng những cái đó thì nó at the expense of những cái người dân đó, thì kiểu như là nó gây bất lợi, được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì nhớ thầy cầm at the expense of someone là như vậy, gây bất lợi, được chưa? Đó. Còn đối với cái trường hợp mà tiền á hay chi phí á, thì thường đối với cái trường hợp mà tiền chi phí thì dịch đó chính là xài tiền của người nào đó, được chưa? Đó, ví dụ như là gì, ban đầu á thì tôi tham gia vào cái dự án đó, nhưng mà tôi nhận ra rằng là họ muốn gì đây, sử dụng cái expense của tôi, thì kiểu như là họ muốn tôi trả đó, chi trả đó, thì cái nghĩa đó thì nó sẽ ít xài hơn, cho nên là thầy sẽ quan tâm vào cái nghĩa khó của nó, đó chính là gây bất lợi cho việc gì đó. Ok các bạn ha. Rồi tiếp tục câu số 5. Nhắc lại thầy, drawback là gì mới đó? Cái nhược điểm, được chưa? Tiếp tục ôn lại, at the expense of something hoặc someone là gì? Gây bất lợi, được chưa? Ví dụ một cái ví dụ mà trong sách giáo khoa của bạn đó chính là gì? Đó chính là cái việc mà các bạn chặt phá rừng, được chưa? Hoặc là các bạn sử dụng nguồn tài nguyên cạn kiệt, được chưa? At the expense of the nature là gì? Nó sẽ gây bất lợi cho tự nhiên thôi, hiểu không? Trong sách của bạn có đó. Rồi tiếp tục câu số 5. I just asked the supervisor. Supervisor là ai? Có hai nghĩa, nghĩa đầu tiên là gì? Cái người gì đây? Người giám sát. Nghĩa thứ hai là giám gì? Giám thị, được chưa? Tôi trong trường hợp này là thi cử cho nên là phải giám thị rồi. Rồi tôi vừa mới hỏi cái người giám thị rằng nó ok, được chưa? Cái việc mà mình fill in là gì các bạn? Cái việc mà mình fill in là gì? Mình điền vào cái tờ giấy trả lời mà sử dụng một cái bút bi thì nó hoàn toàn là ok,
được chưa? Đó thì câu này các bạn coi là một cái tờ tờ trả lời gì, answer gì? Answer gì? Không có answer paper các bạn ha, answer sheet. Được chưa? Đó, nhớ thầy answer sheet. Tôi nói sẽ lại. Sheet các bạn ha. Đó, answer sheet là chính là gì, gì các bạn? Phiếu trả lời, đúng rồi chính xác. Dịch là đúng không? Nó phiếu trả lời, answer sheet. Phiếu trả lời. Nhưng mà mấy đứa thi mấy đứa có sử dụng bút 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 bi được không? Ngẫm nha mấy đứa. Rồi, thì kiểu như là ban đầu mình sợ, ban đầu mình lỡ với khoanh bằng bút bi. Để chứ mình sợ quá rồi con Mary nói gì đây? Tôi nghĩ là con Mary nó để gì đây các bạn? Blow out of the proportion and trying to threaten me. Được chưa? Đó, ok. Thì kiểu như Mary nói là gì à, mày mà gọi là sử dụng bút bi trong đề thi là mày đã gọi là you are a toast on, you are a toast. Thầy vậy các bạn, a toast gì ai hết? Mày đã gì đấy? À, chết chắc rồi, tiêu đời rồi, đúng không? Thầy vậy rồi, be a toast. Được chưa? You are a toast. Mà chết chắc rồi, mày tiêu đời rồi. Được chưa? Đó. Nhưng mà thật sự như đây mình đã hỏi lại kiểu như là ok hết. Ok, thì học cho thầy cầm đó chính là blow out of the proportion là gì các bạn? Đoán thử coi. Và nó đe dọa tôi, tôi nghĩ nó chỉ đe dọa tôi thôi. Được chưa? Thì cụm này nó mang nghĩa là thổi phồng. Được chưa? Đó. Thổi phồng hoặc là kiểu như là nghiêm trọng hóa vấn đề. Được các bạn, thổi phồng hoặc nghiêm trọng hóa vấn đề. Rồi hồi bữa thầy dạy các bạn cái gì cụm nào thổi phồng các bạn? Make cái gì đó out of a molehill các bạn, cái con chuột chuỗi á. Make gì? Make a mountain out of a molehill, đúng không các bạn? Đó. Đó chính là làm quá nghiêm trọng lên. Được chưa? Hả? Hoặc là thổi phồng lên. Được chưa? Và tôi nghĩ là con Mary nó hù tôi và nó chắc là nó đã thổi phồng hoặc là nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Được chưa? Rồi, tiếp tục cho thầy câu tiếp theo. Câu số 6. Don't gì đó me wrong, đừng cái gì đó tôi sai. I didn't mean to make you think you have to change or anything. Là tôi không có gì đấy, tôi không có mean là gì, tôi không có ý, được chưa? Tôi không có ý là tôi sẽ khiến bạn nghĩ là bạn phải thay đổi cái gì đó. Được chưa? Các bạn nhớ là gì? Sau make someone do something nó mang nghĩa là gì các bạn? Khiến ai đó làm gì đó, bắt ai đó làm gì đó. Nhớ thầy nha. Đó, thầy đã dạy các bạn học kỳ 1 rồi. Đó thì nhớ thầy. Thì con này chọn gì các bạn? Đừng có hiểu lầm tôi á. Don't gì? Đừng có hiểu lầm tôi. Don't get me wrong. Nhớ thầy nha, don't get me wrong. Đừng có hiểu lầm tôi. Kiểu như là lúc đầu mình nói một cái gì đó nhưng mà mình sợ là mình sẽ gọi là tổn thương hay là khi sợ người khác sẽ nghĩ sai mình thì các bạn sẽ sử dụng cụm này, don't get me wrong. Được chưa? Đó. Đừng có nghĩ sai về tôi hoặc là đừng có hiểu lầm tôi. Tôi không có ý định gọi là khiến cho bạn nghĩ rằng bạn phải thay đổi cái gì đó. What I meant, cái mà tôi muốn định nói, muốn nói đó chính là gì? Bạn nên gì đây? Pay heed to your coach's advice. Là mình nên làm cái gì đó, cái lời khuyên của huấn luyện viên các bạn. Pay heed to, nó y chang như là pay attention to thôi. Được chưa? Nó như là đấy, chú ý đến. Được thôi, đơn giản thôi. Pay heed to, nó y chang như là pay attention to. Được chưa? Nhưng mà cái này pay heed to thì nó mạnh hơn là pay attention to. Được chưa? Cái này là full attention luôn đó. Là phải chú ý kỹ lưỡng, cẩn thận. Được chưa? Chú ý kỹ lưỡng. Được chưa? Nhớ thầy, thêm gì kỹ lưỡng cũng được. Pay heed to. Tiếp tục câu số 7. Một câu rephrase verb. What are gì đó from his blog. Cái mà tôi, các bạn thấy đây không phải câu hỏi. Được chưa? Cái này không phải là câu hỏi cho nên là các bạn không biết là cái gì. Được chưa? Thì gì là cái mà. Cái mà tôi đã gì đó từ cái blog của nãy. Đó chính là gì? Trong một mối quan hệ thì nó phải luôn luôn take two to tango. Được chưa? Cái blog của anh ấy. Thì các bạn học thầy một cụm đi dịch đó chính là gì? Trong một mối quan hệ thì nó luôn luôn take two to tango là như nào, các bạn đoán đi. Trong một mối quan hệ phải như nào? Đúng rồi. Đó thì kiểu như là nó phải là cả hai đều cố gắng. Được chưa? Đó, nó phải là từ hai phía. Được chưa? Thì học có thầy một cụm đó chính là take two to tango. It takes two to tango đó chính là gì? Nó phải từ hai phía. Được chưa? Chứ không phải là một người nỗ lực còn một người thì kiểu như là ngồi chơi. Được chưa? Sau này các bạn gặp tình trạng đó là như nào, các bạn chỉ cảm thấy là mình nỗ lực thôi, các bạn gọi là ly cho thầy ngay lập tức. Được chưa các bạn? Đó. Rồi kiểu như là đi nhanh cho khúc mắc nha, chứ đừng cố gắng quá nhiều nha mấy đứa. Rồi thì các bạn coi nè, các bạn biết điệu nhảy tango không? Tango thì phải có hai người, có mấy người chơi?
hai người chơi có một người chơi được không? Không. Được chưa? Phải phụ phẩm luôn luôn phải từ hai phía mới chơi được. Rồi nhảy tango. Được chưa? Rồi, thì các bạn đoán đi thì anh ấy trong cái blog của anh ấy đã nói về cái việc đó chính là trong mối quan hệ thì phải luôn luôn về hai phía. Vậy mình đã cái gì đó từ cái blog của anh ấy, mình đã như nào? Nhận ra hoặc là rút ra, đúng rồi, mình sẽ rút ra một cái kinh nghiệm hay rút ra một cái message là một cái gì? Thông điệp nào đó. Đấy chứ các bạn, thì suy thì học thêm một cận đó chính là gì? Thôi lùi trước và sau thầy nói. Take out, take up, take on, take away. Take away, được chưa? Nhớ con thầy. Take away from something, kiểu như là mình rút ra một cái kinh nghiệm hay là rút ra một cái thông điệp nào đó từ một cái việc gì đó. Được chưa? Rút ra thông điệp hoặc là kinh nghiệm. Thường kiểu như là một bài nói hoặc là bài biểu diễn văn hay là một cái video nào đó. Được chứ bạn? Đó, thì nhớ thầy take away. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà nghĩa mà phổ biến của nó đó các bạn, nó còn mang nghĩa là gì các bạn? Take away là gì? Mình mang đi thôi. Đâu phải throw away đâu mà vứt. Là chưa mang đi thôi, các bạn có biết take away không? Take away đó chính là mang đi. Được chứ? Rồi không thầy ôm lại. Take out là gì? Có một số nghĩa chính. Take out, nghĩa đầu tiên. Rút tiền. Rút tiền, nghĩa thứ hai. Hả? Rồi nhổ răng rồi đúng không? Nghĩa thứ ba. Take out the garbage, đúng không? Đó, hoặc lấy cái gì đó ra. Take out the garbage là gì? Đi đổ rác, được chứ? Đó, ok. Rồi, tiếp tục. Câu B. Take up là gì các bạn? Bắt đầu một cái việc gì đó. Được chứ? Còn nghĩa nào nữa không? Có thể là bắt đầu một cái vị trí bắt đầu một cái vị trí nào đó mới. Các bạn nhớ nha, có thể là bắt đầu một cái vị trí nào đó mới. Được chứ? Ví dụ take up a new position. Được chứ? Đó. Rồi, còn take over là như các bạn. Take over a position là gì? Mình tiếp quản nha. Còn take up a new position là bắt đầu một cái vị trí mới. Còn phải là chiếm các bạn. Chiếm là gì? Mấy đứa bị lộ ngoài à? Make up. Được chưa? Rồi tiếp tục câu C. Take on là gì các bạn? Ai nhớ take on là gì? Nó đề thi dễ ra take on lắm nha. Về công ty rồi đó. Tuyển, đúng rồi. Nhận, được chưa? Tuyển hoặc là nhận về công việc. Được chưa? Tuyển hoặc là nhận. Là chứ ví dụ như là gì? That firm has taken on 300 employees. Được chưa bạn? Đó chính là cái công ty đó, nó vừa mới tuyển thêm 300 nhân viên mới. Rồi tiếp tục câu số 8. His face, cái gì đó. Câu này về khó các bạn ha, collocation khó nè. Cái khuôn mặt của nấy đã cái gì đó, extreme discomfort of what he had been told. Khuôn mặt của nấy đã cái gì đó. Cái sự như bạn, discomfort là gì? Sự, cái sự khó chịu, đúng rồi, không thoải mái là sự khó chịu đó. Được chưa? Đó thì kiểu như là anh ấy tỏ ra cái sự mà khó chịu ra mặt đó. Được chưa? Về cái việc anh ấy vừa mới được gì đấy, được kể, cái này được kể, phải anh ấy nói với các bạn, anh ấy được kể. Được chưa? Rồi nó ắt hẳn là các bạn, it must have been ắt hẳn là một cái gì đây thầy dạy các bạn. Rồi a bitter pill, sửa lại thầy các bạn, chữ p không phải chữ b nha. A bitter pill to swallow các bạn, thầy dạy rồi, là gì? Một cái viên thuốc đắng mà để uống nuốt là như nó. Một điều khó mà chấp nhận, đúng không? Thì vậy rất là lâu rồi. Đó chính là một thứ rất khó mà chấp nhận. Được chưa? Đó, hoặc là mình chấp nhận mình phải chấp nhận một thứ mà nó không hề dễ dàng một chút nào. Được các bạn? Đó. Phải chấp nhận một thứ mà không hề dễ dàng một chút nào. Chữ B, B phổi phải B bò, các bạn chữ peel phải là peel các bạn ha. Và bữa thầy các bạn nhắc lại thầy swallow your pride là gì? Nuốt cái tôi, được chưa? Đó. Rồi, thì trong này các bạn lụi. Nhưng mà các bạn từ từ các bạn phân tích nha. Câu A, reflect là gì các bạn? Phản ánh, nó chỉ có một nghĩa phản ánh thôi nha. Rồi, câu B, register là gì? Đăng ký đúng không? Nhưng có nó có các bạn biết nghĩa khác của nó không? Chắc chắn không rồi. Thì cứ để đó, mình cứ đọc hết. Convey là gì các bạn? Truyền tải đúng không? Truyền một cái thông điệp nào đó. Được chưa? Thì nó chỉ có một nghĩa truyền thôi. Được chưa? Thì A, C loại bỏ. Câu D, constrain là gì các bạn? Constrain là gì? Từ này khó á. Hả? Chứa đựng. Nó phải contain không? Chứa đựng em. Nó gần giống như là chữ restrict vậy mới đó. Restrict là gì? Hạn chế. Được chưa bạn? Đó, ok. Thì biết không? Constrain đó chính là hạn chế. Hoặc là ép buộc cũng được các bạn. Đó, hoặc là gây ép buộc cũng được. Rồi, thì câu này các bạn chọn gì? Câu B. Được chưa? Thì các bạn loại bỏ đi, thấy những cái từ mà mình biết
Được chưa? Đó thì các bạn chọn những cái thứ mà mình không biết. Ok. Register thì các bạn đoán đi. Register. His face register thì nó như nào các bạn? Khuôn mặt của nấy đã cái gì đó, cái sự khó chịu ra mặt là cực kỳ khó chịu thì đoán đi là gì? À, nó biểu hiện biểu lộ thôi. Được chưa các bạn? Biểu hiện biểu lộ. Register. Còn gọi là cái khuôn mặt của anh ấy đã biểu hiện những cái dấu hiệu của bệnh là gì các bạn? Ai nhớ? Is gì? Ai nhớ? Không, express. Exhibit. Được chưa? Còn thầy dạy chưa? Có nói chưa? Nói được không? Đó gọi là những người nào đó bị một cái bệnh gì đó thì người ta sẽ khuôn mặt của anh ấy để exhibit những cái triệu chứng. Nhưng mà đối với trường hợp là bày tỏ, thể hiện hoặc là biểu hiện ra gọi là cái một cái emotion nào đó thì thầy sẽ dùng chữ register. Rồi tiếp tục câu số 9. With the passage of time. Được chưa? Đó thì các bạn đoán with the passage of time là gì? Qua thời gian, theo thời gian thôi. Được chưa? Đó thì tiếng Việt mình không dùng là theo thời gian là gì? According to the time các bạn ha. Theo dòng thời gian á. Được chưa? Đó thì kiểu như thời gian nó trôi đó các bạn. Được chưa? Theo dòng thời gian. Đặc biệt là kể từ năm 2010 thì gọi là những cái gì mới các bạn? Những cái các bạn dịch cái gì mới đây? Những cái mà traffic system là những cái hệ thống giao thông mà nó mới, thậm chí là nó thì các bạn học cho từ một cái tính từ mới các bạn, elaborate. Ai biết từ này không? Tỉ mỉ, phức tạp. Được chưa? Đó, tỉ mỉ, phức tạp. Từ này từ khó nha, tỉ mỉ, phức tạp các bạn. Tỉ mỉ, phức tạp. Rồi thì gọi là những cái hệ thống giao thông mới và thậm chí kiểu như nó rất là phức tạp, là kiểu như là năng tích cực, chuyện phức tạp năng tích cực chán bạn. Được chưa? Đó, trong thành phố thì nó đã cái gì đó easier, cái gì đó dễ hơn cho commuter life các bạn, những người commuter hình như là trong đề số 2 ta có các bạn nói commuter life. Đúng rồi, những người mà phải di chuyển đường xa. Để các bạn học thầy chỉ cần view đó chính là di chuyển đường xa, thường là đi làm. Được chưa bạn? Đó, sau này các bạn có thể trong Sài Gòn là các bạn ở quận 9 mà các bạn đi làm ở quận 1 thì bạn nó commute chứ bạn không công tu nữa. Được chưa? Từ quận 9 tới quận nhất thì cũng gần tiếng nha, 45 phút á. Chưa kẹt xe nữa chưa nói. Nhưng mà từ khi thầy nghĩ là lúc mà mấy đứa vô thầy nghĩ là khoảng 1 năm sau là nó đã có cái tàu metro cho mấy đứa rồi, cho nên là cũng đỡ. Đi tàu metro là không bị kẹt. Sau này mấy đứa vô tàu metro là mấy đứa có khả năng gọi là tìm được người yêu đó nha. Mấy đứa biết gọi là ở trên Facebook, ở bên ở Trung Quốc là kiểu như nó cái dù mình metro cũng kể vô là được kiếm người yêu đó, gặp mấy anh gọi là cái gì? Nam thần đẹp trai gì đó. Đúng nha, đây là một cái sự thật. Đây là một cái sự thật trong trụi bữa thầy dạy các bạn là gì? A stock fact, được chưa? Rồi, thì con này chọn như bạn. Thì kiểu như là nhờ cái bạn hệ thống đó thì nó sẽ khiến cho những người mà đi di chuyển mà nó xa xôi á, thì từ nơi này sang nơi kia á, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì con này chọn động từ gì đơn giản? It have made it easier. Được chưa bạn? Đó thì làm cho nó, khiến cho nó dễ dàng hơn thôi. Được chưa bạn? Làm cho nó, khiến nó thôi thì chọn mát chứ. Và học và thầy nhờ các bạn đọc cụm get from A to B thì các bạn có đoán được nó nghĩa là gì không? Di chuyển từ nơi này sang nơi kia. Tiếng Việt ở tiếng Anh người ta có từ from here to there, người ta sẽ dùng là get from A to B, là chuyển từ nơi này sang nơi khác. Rồi tiếp tục câu số 10. The detection and identification of a drug in the blood gì đó. Các bạn coi detection là gì? Nó gần y chang như là identification là gì? Cái sự nhận dạng hoặc là cái sự xác định. Được chưa? Đó, detection đồng nghĩa với identification. Cái sự mà cái việc mà xác định được drug là gì? Không phải thuốc, ma túy đó. Cái việc mà xác định được ma túy ở trong cái gì đó máu thì nó indicate là nó gì? Nó biểu thị, nó biểu lộ, nó chỉ ra, được chưa? Nó hiển thị rằng nó cho thấy, thì trong trường hợp gì là cho thấy đi. Nó cho thấy một cái gì đây? Exposure thì gì là gì? Là gì? Cái sự tiếp xúc, một cái sự tiếp xúc. Current là gì? Nó phải recent đó. Còn hiện nay thôi, là hiện tại đó.
Được chưa? Là kiểu như là các bạn đối với cái trường hợp mà mấy đứa mà lái xe mà gây tai nạn đi, thì kiểm tra một cái một phát là kiểu như đã biết là trước đó nó đã xài ma túy rồi. Được chưa bạn? Đó thì kiểu như là nó sẽ cho thấy, nếu mà mình thử máu như vậy đó thì nó sẽ cho thấy đó chính là cái việc mà tiếp xúc với cái ma túy đó thì nó quá rõ ràng. Được chưa bạn? Đó. Thì con này chọn gì? Lớp gì các bạn? Gọi là xét nghiệm máu á. Xét nghiệm máu. Chọn gì? Take a blood sample. Được chưa? Đó. Sample là cái mẫu đó các bạn. Được chưa? Nhưng mà đối với trường hợp này đó chính là xét nghiệm máu đó. Gọi là mẫu xét nghiệm. Đối với trường hợp này là mẫu xét nghiệm nha. Được chưa? Mẫu xét nghiệm máu. Và nhớ thầy đi theo động từ check các bạn ha, lấy máu rồi đó. Hoặc là thầy dùng chữ test cũng được. Nếu thi nó ra dễ thì ra chữ test. Được chưa? Thay vì chữ sample thầy dùng chữ test. Rồi, illustration nhắc lại thầy đó chính là cái sự gì đấy? Minh họa, đúng rồi. Scheme là gì? Cái cái chương trình, cái kế hoạch, đúng rồi. Scheme, cái chương trình hoặc kế hoạch. Thế cho những chữ program hoặc chữ plan. Rồi, câu D trial là cái việc gì đấy? Cái việc thử, thử nghiệm các bạn ha. Có vẻ là cái thử việc này hoặc thử nghiệm hoặc là nghĩ khác mà nó tiêu cực là gì? Nó đồng nghĩa với như y chang chữ ordeal là với bạn cái thách thức thôi. Ủa thầy nói chưa? Nói rồi đúng không? Đó, có hai nghĩa, ba nghĩa đầu tiên là thử hoặc thử nghiệm. Và chưa nghĩa ba của nó đó chính là nó thách thức. Được chưa bạn? Đó. Tiếp tục câu số 11. Thì nhớ thầy các bạn, blood sample hoặc là blood test. Rồi, tiếp tục câu số 11. If you don't keep me in the loop, là gì tính sao? Nếu mà mày không cho tao, giữ cho tao trong cái gì đó, thì, then, thì đây, đừng bao giờ hỏi tao, nhờ tao giúp đỡ khi mà cái thứ gì đó nasty thầy dạy các bạn rồi. Nasty là gì? Hả? À, hư hỏng đồ đó, được chứ? Hoặc là thô tục, được chứ? Thô tục, thô bỉ gì đó, thì đối với nói chung từ này tiêu cực thôi. Được chứ? Thì kiểu như là cái việc gì đó mà nó xấu, nó như nào đây? Đừng có xin cái sự giúp đỡ từ tao khi mà một cái việc gì đó mà nó không được pleasant đó, hay là cái việc gì đó mà nó không được tốt, nó như nào đấy, nó xuất hiện thôi. Để chơi thì cái nào xuất hiện các bạn? Come đúng không? Xuất hiện là đến đúng không? Thì come gì? Đó, đúng rồi, come up. Được chưa? Đó thì nhớ thầy, come up là xuất hiện đó, xuất hiện hoặc là xảy ra. Được chưa? Xuất hiện hoặc là xảy ra, nhưng mà phải là một cái sự việc các bạn ha, một cái sự việc. Còn gọi là xuất hiện bất thình lình tới một cái nơi nào đó là dùng từ gì? Show up hoặc là turn up. Còn này là nó xảy ra nha. Xảy ra đối với cái trường hợp mà sự kiện. Được chưa? Chúng có người. Ok. Và cũng được, ví dụ như là một con nai hoặc là một con hổ gì đó comes up in front of me cũng được. Được chưa? Là nó tiến tới cũng được. Được chưa bạn? Đó. Đối với trường hợp người hoặc là vật, nó tiến tới của mình cũng được. Rồi. Ôm lại thầy, pull off là gì? Thành công, pull it off. Đúng không? Thành công làm được một gì đó. Rồi calm down quá dễ rồi là gì? Bình tĩnh, calm down, y chang nhiều cool down thôi. Được chưa? Câu C, get through là gì? Trải quá, vượt quá. Được chưa? Trải qua, vượt quá. Rồi tiếp tục câu số học của thầy đây. Nếu mà mày gì đó, thầy đã học cụm này trong hồi lúc thầy ở đại học nè. In the loop, nó giống y chang là keep someone posted, hoặc là keep someone in the picture, hoặc là keep someone updated. Này gì thôi? Cho ai đó thông tin. Được chưa? Keep someone in the picture là gì? Cho ai đó thông tin. Được chưa? Hoặc là cho ai đó cập nhật thông tin. Được chưa bạn? Đó thì keep someone in the loop đó, y chang như keep someone in the picture, keep someone posted. Được chưa? Cập nhật ai đó thông tin. Được chưa? Cho ai biết về một việc gì đó. Được chưa? Đó. Các bạn nhớ cái loop là cái này nè, một cái vòng tròn như thế này nè các bạn. Đó. Đúng rồi đó, thì giống như vậy. Vậy thì kiểu như là một cái nhóm nào đó đi, thì kiểu như là cũng phải cho ai đó thông tin nè. Được chưa? Nó đâu có lọt ra gì đó. Được chưa? Ai cũng phải biết cái thông tin đó. Được chưa? Keep someone in the loop là như vậy. Ok ha. Rồi. Câu số 12. Một câu về idiom. Another. Cái gì đó. Cái gì đó khác hoặc là nữa mà nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Đó chính là cover your side mirror. Cover là gì các bạn? Bao phủ. Được chưa? Bao phủ cái gì đây? Cái kính, cái gương của mày với gì đây? Cái side mirror, hình như là cái side mirror là cái gương chiếu hậu đó mấy đó. Mày đứa hỏi biết đi, hỏi biết. Được chưa?
đó, kiểu như là che phủ cái gương chiếu hậu của mày với một cái túi ni lông. Khi mà freezing rain is forecast thì khi mà freezing rain là gì? Thời tiết mà mưa như nào đấy, mưa rất là lạnh, được chưa? Đó, mưa rất là lạnh, nó như là được forecast được gì đấy, được dự đoán, được kiểu như là nếu mà dự báo thời tiết mà nó báo là ngày hôm nay kiểu như là trời mưa lạnh đó, được chưa? Thì mày nên phủ, được chưa? Thì một cái gì đây? Một cái mèo á, thì cái nào là cái mèo? Một cái gì? Hét, cái này, được chưa? Hét không phải là hát não hay là hát máy tính đâu các bạn. Trong trường hợp này danh từ nó mang nghĩa nó y chang một cái gì? Cái tip hoặc là cái technique, thường là cái tip là một cái mẹo, được chưa bạn? Rồi bữa thay vậy các bạn gì, một cái mẹo để làm việc đó, the trick of the gì, the tricks of the gì, một cái mẹo để làm một việc đó, the tricks of the, ai nhớ? Đúng rồi, chính xác, the tricks of the trade, hơn quá các bạn nhớ, được chưa? Đó chính là một cái mẹo, ok bạn. Rồi bữa hôm nãy thay như vậy các bạn do the trick luôn đúng không, được chưa? Nếu mà làm một làm theo cái mẹo đó thì bạn sẽ thành công, được chưa? Rồi thì nhớ hát đó chính là danh từ là cái mẹo nha. Có a fusion là gì vậy? Các bạn mà kiểu như là đi quả dạ các bạn thấy resort fusion không? Cái sự gì? Sự kết hợp đúng rồi, hoặc là kiểu như là cái sự hòa hợp. Được chứ? Đó, fusion. Ví dụ như là nó có một số cái resort mà kiểu như là nó sự thay vì thầy dùng chữ a combination of chữ planning, thầy sẽ dùng chữ fusion, nó sẽ đẳng cấp hơn. Đó chính là sự kết hợp, sự hòa hợp giữa văn hóa người Việt và văn hóa phương Tây. Hiểu các bạn, đó chính là chữ fusion, nó y chang như combination thôi. Tiếp tục câu C, perk, hôm qua thầy dạy các bạn, hồi bữa thầy dạy các bạn perk là gì, cái ưu điểm thôi, đúng không? Hoặc cái lợi thế, ok. Và câu D, tactic là một cái gì? Một cái chiến thuật, đúng rồi, nó y chang như là gì? Strategy thôi, được chưa? Một cái chiến thuật, được chưa? Tactic, một cái chiến thuật y chang như strategy các bạn ha, chiến thuật ở trong đối với cái trường hợp mà thi đấu thể thao rồi đó. Rồi tiếp tục câu số 13, tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa nè. It is a country where corruption, racial prejudice are rife. Này kia prejudice thì các bạn cứ mình không biết là tích cực, tôi cứ mình đọc trước đi. Cái đó là một cái quốc gia nơi mà corruption là gì đấy, cái sự tham nhũng. Và cái gì đó về gì đây, racial là về gì? Về chủng tộc. Thì nó vẫn rival, mình không biết rival là kỹ. Nhưng mà các bạn biết chữ corruption cả là các bạn biết bài này như nào rồi. Nó tiêu cực rồi, cho nên chắc chắn là tìm nào tiêu cực luôn. Thì A, B, C, D chỉ có một cái, hai cái tiêu cực. Đó chính là câu nào và câu nào? Câu A và câu D. Thì câu này các bạn coi depletion là gì? Cái sự, không phải thiếu hụt nữa, mà kiểu như là sự cạn kiệt luôn. Được chưa? Đó. Hoặc là sự phá hoại. Đối với cái trường hợp mà ozone depletion này các bạn, cái việc gì đấy, thủng tầng ozone đó, thủng ozone kiểu như là phá hoại tầng ozone đó. Bây giờ thì nhớ nghĩa chính của nó vẫn là cái sự cạn kiệt, được chưa bạn? Đó thì quăng vào nó phù hợp không? À, thì chắc chắn chọn thầy câu để chơi dislike. Vậy suy luận nó hai đấy, vậy prejudice là gì thôi, cái thành kiến hoặc là cái sự phân biệt thôi, thành kiến hoặc là sự phân biệt. Nếu mà đồng nghĩa từ khác thì các bạn để gì? Discrimination thôi, discrimination thôi, sự phân biệt đối xử rồi đó, được chưa mà? Đó, sự phân biệt đối xử là kiểu như đối xử thiên vị á, nên sự thiên vị là từ nào đơn giản thôi bạn. Bias gì cái sự thiên vị? Bias, đúng rồi, đó. Nhớ bias gì đó, ác ai trời, bias cái sự thiên vị, được chưa? Thì cái từ prejudice nó cũng đồng nghĩa với bias, được chưa bạn? Rồi, thì suy luận thầy prejudice là gì bạn, nhắc lại thầy, hồi nãy thầy nói chưa? Cái thành kiến, được chưa? Đó, thành kiến. Thì đó là một cái quốc gia nơi mà gọi là cái corruption, nhắc lại thầy đi, đó chính là gì? Sự tham nhũng và gọi là những cái sự phân biệt đối xử về sắc tộc thì nó vẫn gì đây? À, thì anh em phải tồn tại kiểu như là nó rất là nhiều, nó đầy rẫy rifle, được chưa bạn? Nó đầy rẫy, nó nhiều, được chưa? Nhớ thầy, rifle từ này khó các bạn, rifle đầy rẫy nhiều, rifle đầy rẫy nhiều. Câu B, sympathy là gì mấy đứa, nhắc lại cái lòng thương cảm các bạn ha, thông cảm rồi đó. Rồi câu C, tranquility, vậy rồi là gì các bạn?
cái sự yên bình, được chưa? Cái sự yên bình thanh bình vậy rồi. Tiếp tục câu số 14. Cái từ này khó nè. Their projects are diverse. Là những cái dự án của họ thì nó rất là phong phú. Nhưng mà cái công ty thì nhưng mà những cái công ty của họ thì lại share này các bạn. Chia sẻ thêm, đôi khi làm gì chia sẻ thì gì là gì có gì? Có chung. Được chưa? Nhưng mà tất cả các công ty của họ lại có chung một cái gì đó giống nhau. Đó, ok ha. Thì bạn đoán đi. Tích cực và tiêu cực. Là kiểu như là cái dự án, những dự án của họ thì rất là phong phú đa dạng, lại nhiều quá bạn. Nhiều quá. Được chưa? Rồi, nhưng mà công ty của họ thì lại có chung một cái gì đó giống nhau. Tích cực và tiêu cực. Tích cực hay tiêu cực? Nhưng mà như bài này gọi là tìm từ đồng nghĩa đúng không? Các bạn quăng từng từ mà. Câu A, masterpiece là gì? Một cái tuyệt tác. Đúng rồi các bạn, hoặc là kiệt cũng được. Kiệt đi, kiệt tác. Rồi chưa, quăng vào thì có chung một cái kiệt tác. Thì như thế nào? Lẫn cấm đúng không? Câu B, spirit là gì? Có tinh thần chung, đúng không? Tinh thần là kiểu như là các bạn hiểu á. Rồi chưa, có một cái tinh thần làm việc chung gì đó như chẳng hạn. Rồi chưa, thì ổn không? Mặc dù là họ có rất nhiều dự án, được chưa? Nhưng mà những cái công ty này thì lại có chung một cái tinh thần. Nghe nó kiểu như nó có mượt không? Không, rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục câu C. Deception là gì? Nó là danh từ của từ deceive các bạn. Ai biết chữ deceive gì không? Deceive các bạn nó y chang như là gì? Lie. Được chưa bạn? Deceive nó chính là lừa dối hay đó. Lừa dối thôi. Lừa dối. Lừa dối. Nói dối. Deceive, danh từ của nó deception là gì thôi? Dối lừa. Rồi ca. Deceive. Tôi nói gì đâu cũng được. Deceive. Không qua được kẻ đó. Rồi thì quăng vào thì nó có chung một cái lời nói dối. Tào lao. Ừ, chứ nói dối là phản bội, vừa ôn lại chứ phản bội là gì mới đó. A betray. Được chưa các bạn? Đó. Rồi tiếp tục câu D. Harmony là các bạn có chung gì đây? Một cái sự hài hòa. Đó. Thì như thế nào? Đây nó chọn gì? Có chung một sự hài hòa nó ổn rồi đúng không? Ừ, thì con này chỉ nhận câu B ở đây. Ethos. Được chưa? Ethos nó kiểu như là một cái nét đặc trưng. Được chưa? Đó. Một cái nét đặc trưng. Cái này nó không có một từ tiếng Việt mà nó để giải thích nghĩa mà nó hay mấy đứa. Kiểu như là một bất kỳ một công ty nào đó thì nó luôn luôn có một cái tinh thần riêng của nó thôi. Kiểu như là có một cái văn hóa, đúng rồi chính xác, một cái văn hóa. Được chưa? Dịch như vậy nó hay hơn. Được chưa bạn? Kiểu như là ở spirit á. Các bạn hiểu cái này mà nó tinh thần phải linh hồn đó các bạn. Tinh thần là kiểu như là về văn hóa, các bạn hiểu không? Là mỗi công ty nó đều có một cái đặc điểm đặc trưng để gọi về cái văn hóa đó, cái ethos. Hiểu chưa? Đó. Cái này không phải là văn hóa giáo dục gì đâu nha mấy đứa. Được chưa? Văn hóa là một, sau này các bạn đi làm các bạn nghe văn hóa của công ty đó chính là nét đặc trưng của công ty nào đó. Được chưa bạn? Thì nó đồng nghĩa, có thể đồng nghĩa chỉ feature thôi, đúng không? Đó, the best feature. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số nhưng mà hôm nay thầy nè, chữ rise thì các bạn nhắc lại chữ rise là gì? Nhiều. Được chưa? Nãy thầy nhầm chữ rifle. Rise nó chính là nhiều đầy đẩy. Được chưa? Rồi là masterpiece. Kiệt tác. Deception. Sự lừa dối. Được chưa? Harmony. Sự hài hòa. Nó, chữ hài hòa nó sẽ đồng nghĩa từ gì bạn? Cô đê đồng nghĩa với câu gì mà ở trong câu bị bạn? Tranquility. Hiểu không? Sự hài hòa là cái sự yên bình đó. Các thầy nói với bạn rồi, nó không nhất thiết là đúng đúng từng chữ. Cái trường nghĩa của nó giống nhau thì cũng đồng nghĩa luôn, hiểu không? Đó, thì không đi các bạn sẽ từ nghĩa đồng nghĩa với tranquility đó. Rồi, tiếp tục. Câu số 15, trái nghĩa các bạn ha. I wanna ask him about it. But I can't think of a tactful way of doing it. Tôi muốn hỏi anh ấy về cái điều đó, nhưng mà tôi vẫn không thể gọi là tìm ra một cái cách nào đó gì đó để làm cái việc đó. Ok, thì đoạn sau tính sau đi. Nhớ nhắc thầy hướng dẫn cái cụm kia. Câu này chọn đi, các bạn nghĩ tích cực tiêu cực đây.
Tôi muốn hỏi anh ấy về cái điều đó nhưng vẫn chưa tìm ra một cái cách gì đó để nói anh ấy. Thì đoạn các bạn nghĩ tích cực hay tiêu cực? À, chắc chắn tích cực rồi, thì tìm gì đó mà tiêu cực. Được chưa? Thì ABCD cái nào mà tiêu cực? Rồi có cái nè, cái đọc tiếp nè, prudent là gì thầy dạy các bạn rồi là gì? Ai nhớ? Ừ, từ này khó, quên, dễ quên lắm á. À, dè dặt, cẩn thận các bạn, dè dặt trong cái việc mà đúng nghĩa của nó là gì? Cẩn cẩn trọng đó, cẩn thận đó. Rồi có discreet, discreet thầy nhớ trong cái đề số 2 hay đề số 3 gì đó. Đề số 3, discreet là gì? Các ai dịch được cái từ này? Kín đáo, được chưa? Kín đáo hoặc là cẩn trọng luôn các bạn. Cho nên là con A với con B nó đồng nghĩa rồi. Được chưa? Đó. Discreet đó chính là kín đáo hoặc là cẩn trọng, cẩn thận. Được chưa? Dè dặt. Được chưa các bạn? Rồi. Thì A, B đồng nghĩa là bỏ. Câu C, miniature là gì quá dễ? Các bạn đoán đi. Thầy nghĩ từ này các bạn phải biết chứ, miniature. Các bạn coi mini. Nhỏ, hiểu không? Đó, nhỏ hoặc là tiểu. Các bạn nhỏ hoặc là tiểu. Bây giờ thầy có minimalist thì em anh là gì mấy đứa? Minimalist là ai? Những cái người mà đúng rồi. Còn những người mà thích những thứ mà tối giản. Được chứ các bạn? Đó. Rồi vậy câu này chắc chắn chọn thầy câu D, impolite. Để chứ vậy suy luận của thầy đi. Tactful là gì? Lịch sự hả? Lịch thiệp. Đúng rồi, thầy đã từng dạy các bạn rồi, lịch thiệp. Được chưa? Tinh tế, lịch thiệp nha các bạn. Tinh tế hoặc là lịch thiệp. Rồi, và học thầy một cộng là gì? Và nhưng mà tôi vẫn chưa tìm ra một cách nào đó mà nó tinh tế để gọi là nói anh ấy về cái điều đó, hỏi anh ấy về cái điều đó. Tôi phải vẫn tiếp tục cái gì đó, getting my thinking cap on. Tôi vẫn tiếp tục phải tiếp tục gì đấy? Suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Được chưa bạn? Nhớ thầy học cái thầy đó chính là cộng get someone's thinking cap on. Được chưa? Đó kiểu như là suy nghĩ ra để tìm giải pháp. Được chưa? Các bạn nhớ cap là gì? Các bạn cap là gì? Là cái nắp á. Được chưa? Cap là cái nắp á. Được chưa? Cái nắp suy nghĩ. Khép là cái nắp đó quý vị. Đó chính là suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Được chưa? Suy nghĩ cẩn thận nha. Suy nghĩ cẩn thận. Được chưa? Suy nghĩ cẩn thận để tìm ra giải pháp. Đó, ví dụ như là sắp tới là sinh nhật của thầy Duy rồi à, nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải mua tặng gì à, cho nên là tôi phải ở đây, đó chính là get my thinking cap on. Năm sáu, ủa alo. Kệ. Ngày nào cũng là sinh nhật của thầy hết. Rồi, tiếp tục câu số 16. Her overwhelming desire. Desire là gì mới đó? Cái khao khát, được chưa? Đó, thì cái khao khát overwhelming là gì? Cái khao khát trước giờ thầy dạy bạn overwhelm là như thế nào? Chó ngợp đúng không? Thì đối với trường là nó nhiều thôi, nó to lớn, nó cháy bỏng. Giờ thầy thích dùng từ overwhelming thì có thể dùng từ gì các bạn? Cháy bỏng. Nó phải fire đâu em. Burning. Hiểu không? Đó. Kiểu như là khao khát cháy bỏng của cô ấy để dành achievement là gì? Để thành công á. Được chưa? Thì sẽ gì đây? Ultimately thì sẽ cuối cùng dẫn dắt cô ấy tới cái chiến thắng, được chưa? Trong cái trận đấu với những đứa đàn ông, được chưa? And her current critics là những cái đứa gì đây? Những cái người phê bình, chỉ trích cô ấy, được chưa? Thì sẽ sớm eat their words. Ngâm hồng. Ê, chưa nha thầy. Các bạn coi, mình có word là từ đúng không? Từ là lời á, đúng không? Đó, mình eat là gì ăn? Tiếng Việt mình là gì? À, nuốt lời có thể đúng không? Thì đó có thể là vô đề thi, đó có thể là cách mà kiểu như là thầy thầy phân tích. Nhưng mà các bạn đọc kỹ nó đi, các bạn coi nè. Là cô ấy có khao khát rất là cháy bỏng để chiến thắng. Được chưa? Thì khao khát đó sớm muộn gì nó cũng sẽ, cuối cùng cô ấy cũng sẽ dẫn dắt cô ấy tới chiến thắng. Được chưa? Mà một khi chiến thắng đi thì những cái đứa phê bình của cô ấy sẽ như nào? Bởi vì nếu các bạn nghĩ đi, kiểu như là ban đầu mình phê bình chỉ trích một người, được chưa? Đó, lúc đầu kiểu như là mình ghét nó đi, mình chơi trình phía bích. Mình chỉ trích phê bình nó, được chưa? Nhưng cuối cùng thì nó lại thành công. Được chưa? Nhưng mình thành công, mình thấy nó thành công thì mình còn tức nữa mới đó. Mình quê đúng không? Được chưa? Đó, ok. Thì đối với trường bài các bạn nghĩ là ngầm hồng đúng không? Đó, thầy không biết. Thì các bạn tự chọn đi. Các bạn nghĩ tức cực là tiêu cực. Thì cuối cùng gọi là những đứa đó nó sẽ cuối cùng cũng sẽ... Thầy không biết, lựa chọn đi. Thấy hai cái từ nào mà nó trái nghĩa thôi. E, C và
D gì? B D hả? Thật lộn, không biết luôn. Đó, câu này câu có. Thì các bạn cố gắng gọi là mình thấy cái trường hợp này nó ổn hơn. Được chưa bạn? Các bạn coi này, câu A. A, C đúng không? Nó trái nghĩa nhau, giữ bí mật và gì đây? Và giữ lời hứa và gì đấy? Phải bỏ lời hứa là không giữ lời hứa. Được chưa? Thì các bạn quăng vào cái này, quăng vào thì các bạn thấy về lời hứa thì nó ổn không? Nó không liên quan gì đâu. Đúng không? Đó, thì các bạn coi. Confess là gì? Thổ lộ. Được chưa? Nói gì vậy? Bối rối đâu vậy? Confused rồi em. Đó chính là nó thổ lộ rằng là cái đây. Thổ lộ là kiểu nó thừa nhận, các bạn hiểu không? Là nó thừa nhận rằng là cái dự đoán của họ là sai. Và câu D là, câu B là gì? Đó chính là phủ nhận những việc mà thầy mà họ nói. Thì các bạn nghĩ chọn B hay chọn B? Các bạn quăng vào từng cái. B. Cái này đang tìm từ trái nghĩa. B. Phải là câu D chứ. Đúng không bạn? Các bạn quăng vào, các bạn nghĩ đi, là ban đầu mình chửi nó nhưng mà kiểu như là gì? Lúc cuối mình nhận ra là nó rất là giỏi thì mình phải như thế nào đấy? Mình không có, mà kiểu như là gì? Là mình phải thừa nhận là hồi trước mình đã đánh giá sai. Đúng không? Ủa, mấy đứa không hiểu hả? Nhưng mà đang trái nghĩa mà em. It's someone's words, nó mang nghĩa đó chính là thừa nhận ai đó đã sai. Rồi trái nghĩa, vậy trái nghĩa thừa nhận là gì? Mình phủ nhận, hiểu không? Phủ nhận rằng là mình phủ nhận những việc mà họ đã nói. Được chứ? Nhai cái từ của họ chứ không phải là ngậm họng hay gì đâu với bạn. Thì nhớ thầy nhắc lại, it's someone's words là gì? Thừa nhận những việc ai đó đã làm sai hoặc là đã nói sai. Được chứ bạn? Đó. Cái này giống như là lập bánh tráng thôi đứa. Đó, ví dụ như là sau này hai đứa đi. Đó, Phúc kiểu như là nói xấu em đi. Rồi sau này em kiếm chồng đại gia một cái rồi. I think it's time for me to eat my words. Rồi đó, kiểu, can we be friends again? Đó, thầy nhớ thầy ha. Yeah. 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 Rồi tiếp tục. Câu số 17, Linda. Rồi, we don't have to be clumsy and there's no point in feeling down. Clumsy là gì mấy đứa? Gì clumsy lãnh đạo em? Ảm đạm là buồn á. Là chúng ta không... Thì câu này Linda nói câu gì mấy đứa? There's no point là gì? Không có việc gì phải, đúng không bạn? Thì câu này là gì? Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. And there's no point in feeling down. Down là bạn feel down là gì? Cảm thấy buồn á, nó y chang là feel blue, màu sắc màu xanh đó bạn, là cảm thấy buồn đó. Không có gì phải buồn, chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn. If you want to, then take a short amount of time of it là gì các bạn? Có buồn thì buồn một chút xíu thôi, chứ không phải buồn hoài. Not just, chứ không phải it takes you forever to think about it là gì, chứ không phải là buồn hoài, đúng không? After rain comes sunshine, mưa nào mà không lạnh. Rồi, thì con Linda nó khuyên câu này thì Phan Kim Tiền sẽ nói. Phan Kim Tiền là ai đó? Là ai mới đó? Một bóng lông xiên. Tôi biết Phan Kim Tiền là một bóng lông xiên rồi đó. Phan Kim Tiền là hồi trước gọi là năm của thầy năm 10 là kiểu như hai đứa này nó kiểu chữ đồng chí ché luôn. Ủa đang mắt sớm lại gì trời? Đang mắt sen á trời ơi. Mà mắt xe mà kiểu như thầy chơi tê lét cái thành thị sớm đó. Đó, bác sen á. Thì Phan Kim Tiền mà nghe Linda nói câu này thì nó nói lại câu gì mới đó? Câu A, đáp mắt sen là gì? Hợp lý, thầy chọn không? Để tiếp tục. Câu B, yeah, could be a while là gì? Yeah, chắc là khoảng một lúc á. Cái này nó liên quan về khoảng thời gian các bạn ha, could be a while. Nếu mà khoảng mất khoảng một lúc đó, được chưa? Mất khoảng một lúc.
Mất khoảng một lúc nha bạn. Câu B, câu C. Who would have thought? Cái này dùng để bày tỏ cái sự ngạc nhiên các bạn ha. Bày tỏ cái sự ngạc nhiên. Who would have thought? Ví dụ như là chúc mừng mày, mày đã kiểu như là đã có một vị trí trong một cái công ty nào nổi tiếng, người ta thông báo, được chưa? Thì mình có thể nói, oh, who would have thought? Rất là bất ngờ các bạn ha. Đó. Đóng trước thay vì các bạn, cái cụm nào mà bất ngờ các bạn? Surprise motherfucker. Thì đó chính là for real, đúng không? For real. Được chưa? Câu D là gì? How come? Nó y chang như là gì? Why? Được chưa? Làm sao mà có thể chứ? Được chưa? Đó, nhớ thầy, how come? Làm sao có thể chứ? Thì câu này chắc chắn chọn là câu gì? Câu A. Đáp án sớm. Phù hợp. Đúng rồi đó, hợp lý. Rồi, câu số 18. Mary, oh, you stepped on my foot. Là gì? Mày giảm đến chân của tao rồi. Thì Linh Đam lần nữa nói câu gì đây? Get out of here là gì? Đi ra kia chơi. Bộ mang điếu của Linda nói cái đó luôn hả? Rồi câu B. Câu A, what are you talking about là gì? Bạn đã nói gì vậy hả? Câu B, why did you not tell me in the first place là gì? Sao ban đầu không chịu nói gì đó? Rồi thì câu này còn gì? Rồi câu C, đúng không các bạn? Oh my bad. Được chưa? Mình dùng my bad thì mình làm gì các bạn? Xin lỗi. Được chưa? Họ lỗi của tôi. Được chưa các bạn? Bây giờ cho mấy đứa. Cho mấy đứa có buồn ngủ. Rồi làm thêm một bài nào. Bài này không có khó gì lắm. Rồi. Thôi mấy đứa làm cho thầy ba bài đục lỗ trước đi, ba bài tìm lỗ sai đi. Rồi thầy làm ba câu tìm lỗ sai á, 46 câu bài của ta. Lần lần để bài qua đó mới nhớ rồi, tí nữa quay lại bài đục lỗ. Trời ơi, làm đi đừng nói nữa. À đúng rồi, nãy có vụ mà là gì? Sao ban đầu không chịu nói gì đó các bạn Hồng? Thầy đó chính là thầy nói các bạn rồi, in the first place là lúc đầu. Được chứ bạn? Đó. Nhớ thầy nha, in the first place các bạn thấy chưa? Là lúc đầu đó. In the first place. Rồi thôi làm được lỗ, lục lỗ một cái bài đọc đi. Bài này đọc khá là dễ ha, bài đọc khá là dễ. Ý là trong lúc mà thầy gọi là thầy sọt thầy nhắn tin này đó thì các bạn làm ba cái câu phía trước. Rồi. Yo. John Pick stopped using motorized transport in 1973. Là John Pick cái bà này đã dừng cái việc sử dụng những cái việc gì đây các bạn? Motorized transport là gì? Những cái giao thông phương tiện mà gì đây? Chạy động cơ đó, ví dụ xe buýt hoặc là xe máy ô tô gì đó, nói chung là phương tiện nói chung. Thường là gọi là những phương tiện mà chạy động cơ đó. Không phải xe đạp các bạn ha. Đó, nói chung là những cái gì mà chạy bằng động cơ mà sử dụng nhiên liệu đó. Được chưa? Là bà này đã dừng hẳn cái việc mà sử dụng những cái phương tiện đó vào năm 1973. Kể từ đó tới nay thì cái bà Pitt, người mà bà này 67 tuổi, đã ở đây hasn't traveled in the car, để travel đi du lịch đó các bạn. Travel là mình đi từ nơi này sang nơi khác đó. Được chưa? Bữa thầy nói với bạn rồi ha. Đó thì bà đã không đã sử dụng, bà đã không đi xe ô tô nè, xe buýt, tàu hay là máy bay. Được chưa? Không đi luôn các bạn ha, là kể từ năm 1973 đó. Rồi thay vào đó thì bà ấy sẽ đi bộ hoặc là chạy. Rồi, so what led her to make this radical lifestyle decision? Thì bạn đọc đọc câu này các bạn hiểu là gì? Vậy thì cái điều nào đã thúc đẩy hoặc là khiến cái bà ấy kiểu như là đưa make decision, là đưa ra quyết định, đưa ra một quyết định, đó chính là sống theo một cái lối sống này. Đó chưa? Các bạn học cho thầy chữ radical đi, đó chính là nó cơ bản. Đó chưa? Radical là cơ bản. Đồng nghĩa từ gì cơ bản các bạn?
basic dễ rồi, founder gì? Fundamental, đúng không? Fundamental. Cơ bản hoặc là mang tính thay đổi nha các bạn, hoặc là mang tính thay đổi cũng được. Hay. Thì kiểu như là bà này cái gọi là cái lối sống nó thay đổi rồi, cho nên trường hợp tạm gì là lối sống cơ bản được. Làm chưa? Thì kiểu như là thay đổi luôn. Ok, thì cái điều nào để dẫn cô ấy, thúc đẩy bà ấy kiểu như là đưa ra quyết định, đó chính là sống một cái đời sống mà nó thay đổi như vậy. Rồi, đây đặt câu hỏi các bạn, could it be? Nó có phải là một cái loại gì đó hay không? Phobia là gì? Nỗi gì? Nỗi sợ. Các bạn nhớ phobia. Nỗi sợ. Phobia. Các bạn thấy chưa bao giờ nghe chữ phobia hả? Ví dụ như là có một cái nỗi sợ mà rất là nhiều người gặp phải, đó chính nỗi sợ mà có lỗ các bạn. Cái này thật ra là một cái hậu tố luôn đó, phobia. Đấy chứ là cái trong tiếng Anh kiểu như là nó có rất là nhiều loại sợ các bạn ha. Loại sợ thầy nghe rất là phổ biến, đó chính là loại sợ độ cao này, đúng không? Đó. Đấy chứ các bạn. Thứ hoặc là độ nỗi sợ mà về độ xấu, rất là nhiều nỗi sợ các bạn. Được chưa? Đó ok. Rồi có nỗi sợ đó chính là người yêu cũ, phobia. Được chứ các bạn? Rồi, có phải là bà ấy bà sợ hay không? Hay là nó lại là một cái nỗi sợ irrational, nó giống y chang irrational, nó giống y chang như groundless fear các bạn. Trước thầy dạy các bạn, groundless fear là gì? Nỗi sợ mà nó vô cớ, là không có căn cứ. Được chứ? Đó, groundless fear. Rồi, trong cái đề ôn tập số 3 của thầy đó chính là có chữ gọi là rational. Rational là gì? Nó giống y chang reasonable là gì? Hợp lý. Vậy irrational là gì? Không hợp lý. Nó chứ là kiểu như là vô lý đó. Nó chứ thầy nỗi sợ mà vô lý. Nó chứ? Nỗi sợ không có căn cứ. Nó chứ? Sợ là sợ gì các bạn? Đang nói là sợ về gì? Sợ những cái động phương tiện giao thông mà chạy bằng energy đó các bạn, fuel rồi, nhiên liệu rồi đó. Nó chứ? Đó thì bạn có sợ hay không? Và trả lời là gì? Không. Nó chỉ là matter, là nó chỉ là gì đây? Nó chỉ là cái vấn đề về cái nguyên tắc, là bạn có một cái nguyên tắc, được chưa bạn? Đó, đó chính là gì? Nguyên tắc đó chính là không sử dụng những cái phương tiện đó, được chưa? Nhưng không phải là nó chỉ về cái đó các bạn ha. Đọc tiếp nè. Và bà đó bạn tin rằng là gì? Là những người khắp thế giới phải còn gì đây? Adopt là gì? Không phải nhận nuôi đâu nha. Không phải thích nên phải đỡ đáp, thích nghi em. Tiếp nhận cũng được. Và đối với trường hợp này các bạn hiểu nó đang là gì? Là kiểu như phải nên có. Được chứ bạn? Đó, thôi tiếp nhận cũng được đi, tiếp nhận thầy nghĩ cũng hay. Được chứ? Đó là kiểu như là phải nên tiếp nhận, hoặc là kiểu như là chọn một cái lối sống mà nó như nào đây hơn? Một cái lối sống mà nó thân thiện với môi trường hơn. Các bạn nhớ adopt a new lifestyle các bạn ha, đó chính là đón nhận một cái, thì chỉ đón nhận hay hơn. Được chứ? Đón nhận. Và nghĩa khác của nó đó chính là thông qua hoặc là ban hành các bạn ha. Đối với cái trường hợp trong cái đề số 3 thầy có gì đó chính là cái National Anthem của Việt Nam, tiếng quân ca, nó đã được adopted vào năm 1945. Được chưa bạn? Adopt đó chính là gì? Nó đã được thông qua, hiểu chứ? Trong trường hợp là đón nhận, là người bản khuyên là gì? Là mọi người phải nên đón nhận một cái lối sống mà thân thiện với môi trường hơn. We know, chúng ta biết rằng là chúng ta đang sử dụng quá là nhiều năng lượng. Bà ấy nói là chúng ta live within the planet's means. Mean này phải là phương tiện nha. Hồi trước thầy dạy các bạn đó chính là beyond someone's means chứ. Beyond someone's means chứ. Là gì? Ngoài sức chi trả. Được chứ? Đó thì đối với trường hợp này nó chính là cái sức chi trả. Được chứ? Hoặc là đối với cái trường hợp này nó phải là gì? Cái này của thế giới không phải sức chi trả nữa, đó chính là gì? Cái tài nguyên. Đúng không bạn? Đó, trong trường hợp này chỉ là tài nguyên đi. Thì câu này là gì? Chúng ta phải sống kiểu như là trong cái tài nguyên của trái đất, của hành tinh là như thế nào? Đúng rồi, hiểu ra là như vậy. Là chúng ta phải sống mà kiểu như là đừng có xài hao, đừng có xài thiên nhiên quá là hao, hiểu ra là như vậy. Được chưa bạn? Các bạn cho con hiểu nó ra thôi. There is no alternative là gì? Không có một cái giải pháp mà nó thay thế, đúng không ạ? Alternative là thay thế rồi, cái thứ thay thế thì gì là phải giải pháp thay thế đi. Không có giải pháp thay thế nào cho một thứ, cho một cái sự thay đổi cơ bản trong cái cách mà chúng ta sống. Được chưa? Đó thì đọc đoạn số 1. Bài này đang nói về gì? Bài này đang nói về ai? Cái bà John Pick. Được chưa các bạn? Cái bà John Pick thì bà như nào đây? Bà khuyên mọi người như nào? Nên sống xanh, thân thiện với môi trường.
Được chưa? Đó, ngay đoạn 1 là các bạn này biết cái bài này chuẩn bị nó nói về gì rồi đó. Rồi, chứ thầy câu số 24 nè. Theo đoạn số 1 thì cái bài này đó no longer uses là gì? Không có sử dụng những cái phương tiện giao thông nữa. Bởi vì gì đây? Chọn thầy. Có. Ừ, xe chắc chắn rồi. Câu A. Bà ấy sợ nó, tào lao nó có đó, đúng không? Người ta đặt câu hỏi có sợ hay không rồi bà nói đâu có sợ đó. Rồi câu B là bà ấy ở đây là strongly dependent on gì bà ấy? Phụ thuộc rất là nhiều vào những cái việc sử dụng năng lượng mà nó qua mất, được chưa? Đâu có đó. Rồi câu C là bà ấy muốn embrace, y chang như adopt là gì? Ôm hả? Đón nhận, chấp nhận. Bà ấy muốn gọi là đón nhận một cái lối sống mà nó thân thiện với môi trường hơn. Đề thêm ra chữ eco friendly mà thầy có. Environmentally friendly. Các bạn nhớ là hai chữ ly luôn nha. Chứ đề thêm ra environmental friendly là sai. Ok, environmentally như này. Rồi, câu D is aspire thì các bạn, aspire là gì? Khao khát mong muốn thôi. Nó y chang là design. Được chưa? Bà ấy khao khát mong muốn trở thành cái người tiên phong trong cái việc mà employ là gì? Tuyển dụng đúng không? Sử dụng. Được chưa bạn? Sử dụng năng lượng sạch hơn. Được chưa? Thì học thầy ngồi chữ employ là tuyển dụng, nó còn mang nghĩa là gì? Và đồng nghĩa với từ gì các bạn? Use. Được chưa? Nó employ đó chính là vận viện đến là dùng đến. Được chưa? Hồi bữa thầy với các bạn nó chính là viện đến là dùng dùng cái từ gì? Cái gì tú? Resort tú. Được chưa? Đó. Đối với trường hợp này thì là dùng là bà ấy mong muốn trở thành cái người tiên phong trong việc sử dụng năng lượng sạch hơn, có đúng không? Nghe nó hay hay đúng không? Nhưng trong quan trọng bài đọc nó có hay không? Nào, đâu có vụ bà ấy đâu có mong muốn trở thành người tiên phong đâu, đâu có nói đâu. Được chứ? Không nói vụ đó cho nên không chọn. Tiếp tục. Đọc cho thầy. There is no it can be easy, nó không hề dễ dàng để sống mà không có những cái hình thức gọi là giao thông này. Đây là ý kiến của tác giả các bạn ha. Là tác giả kiểu như thấy là rất là khó để sống mà không có những cái phương tiện này. Rồi, does John miss going holiday? I wonder. Là cái người tác giả nói như là wonder thì tác giả thắc mắc là liệu là bà này bà có gì đấy? Có nhớ cái việc đi du lịch hay không? Rồi, bà đó nói gì đây? Tôi chưa bao giờ enjoy going on holiday. Tôi chưa bao giờ thích đi du lịch. Được chưa? Bà đó nói bạn mình có thể ở đây mình có thể kiểu learn about places gì biết chứ không học nữa. Được chưa? Bạn có thể biết về những cái nơi du lịch đâu đó bằng cái việc gì đấy? Đọc nó. Ủa đọc là đọc gì? Đọc chúng là đọc gì chơi? Đọc sách cái gẫm rồi trong nãy đâu có đâu sách đâu. No. Ở places thầy nhà đúng rồi. À. You can learn about places by reading about them. Đúng rồi, để thêm ra do mày nói về gì? A. Holiday. B. Places. C. Transport. Giờ thì chọn này. Places. Được chưa? Bạn có thể biết về những cái nơi này bằng cái việc đọc về những nơi đó. Được chưa? Nhưng mà bà John đã gì đây? Taking her. Cái này chỉ mới là cái vụ mà kiểu như là đề về đi du lịch thôi nha. Là kiểu như là không sử dụng những cái thiết bị này, không sử dụng những cái việc gọi là phương tiện giao thông. Bây giờ bạn người ta nói thêm là gì? Nhưng mà bà John thì bà đã gì đây? Taking her energy efficient planet friendly lifestyle much further than this là như thế nào? Là các bạn có dừng ngay cái việc đó không? Có dừng tới cái việc đó chính là mua sống xanh mà chỉ gọi là không dừng những cái phương tiện đó không? Không, là kiểu như là bạn còn hơn thế nữa. Được chưa? Là các bạn hiểu nôm na là gì? Bạn sống một cái lối sống mà nó xanh, thân thiện với môi trường và nó hiệu quả về năng lượng. Nó không chỉ dừng ở việc đó mà còn những việc khác nữa. Hiểu nôm na là như vậy. Được chưa? Rồi. She has stopped, là bà ấy đã dừng cái việc đấy. Sử dụng cái hệ thống nhiệt, sử nhiệt ở trong cái căn hộ mà nhỏ của ấy. Được chưa? Ở London vậy bà nào ở đâu? Ở London là ở Anh đó. Được chưa các bạn? Đó, ok, thì rõ ràng ngoài cái việc mà bà không dùng những cái phương tiện sử dụng động cơ hay nhiên liệu thì bà kiểu như là không sử dụng hệ thống sửa lạnh luôn. Mà các bạn nghĩ đi, ở Anh nó có nóng như Việt Nam không? Nó lạnh lắm, sương mù tùm lum tùm la. Kiểu như là người Anh mà một ngày mà thấy được mặt nắng mặt trời người ta lạ lắm các bạn. Được chưa? Đó. Tiếp tục. It can be very pleasant in winter là gì? Mình có pleasant là gì bạn? Dễ chịu mà gì? It can be là gì? Thì nó không thể nào mà dễ chịu vào mùa đông. Doesn't she get cold? Bà ấy có bị lạnh hay không? Các bạn nhớ cô đi theo với tính từ động từ get. Bà ấy có bị lạnh hay không? Sometimes she says. Là đôi khi cô bị lạnh chứ. Được chưa? Vậy bà ấy kiểu như là giữ ấm bằng cách nào? Clothing and exercise. Tại vì mặc đồ, nhiều đồ và sau đó là gì? Tập thể dục thể thao. Được chưa? Bà ấy trả lời.
Rồi tiếp tục. But surely, nhưng mà chắc chắn một điều đó chính là John must gì? Phải hả? Ác hẳn là chưa? Ác hẳn là consume là gì? À, tiêu thụ, được chưa? Ác hẳn là bà ấy sử dụng hoặc tiêu thụ một ít năng lượng cho việc nấu nướng chứ? Đây là câu hỏi. Well, no. Thực tế là gì luôn? Không luôn. Được chưa? Bà ấy chỉ ăn gì đây? Ăn những cái thực phẩm mà rau, cái này vegetarian là gì? Ăn chay luôn á. Những cái thực phẩm chay mà nó sống luôn rồi đó, là không có nấu nướng luôn các bạn. Kiểu như là không có, cái nào không phải là không nấu nướng mà không gì? Không sử dụng năng lượng để nấu nướng, ví dụ như là ga. Hiểu không? Đó. Rồi, bà ấy đã dừng cái việc ăn thịt rất là lâu rồi. I had done studies of the food industry, là tôi đã ở đây do, các bạn nhớ study hoặc research đi theo với động từ do. Bà ấy đã làm những cái cuộc gì đấy? Những cuộc nghiên cứu về cái ngành thực phẩm. Được chưa? The beef industry, cái ngành công nghiệp về thịt, và gọi là cái sự gì đây? Cái sự tàn phá những cái khu rừng nhiệt đới, rainforest, là rừng nhiệt đới, to fuel it. Được chưa? To fuel là gì? Fuel là danh từ là gì các bạn? Nhiên liệu gì? Fuel viết là gì? Đúng rồi, chính xác là cung cấp, gọi là cho nó. Được chứ? Đó, ok các bạn. Bộ cung cấp cho nó hay cung cấp cho gì? Cho gì? The food industry á. Được chứ các bạn? Đó, kiểu như là gì? Bài đó nghiên cứu về gọi là ngành công nghiệp thực phẩm, ngành công nghiệp về thịt, và ngành gọi là cái việc phá hủy những cái rừng nhiệt đới để gọi là cung cấp cho cái việc gọi là tạo ra thức ăn đó. Rồi, now she has a low fat high fiber diet of seeds and nuts. Được chưa các bạn? Qua quan trọng là seeds là gì các bạn? Hạt. Được chưa? Rồi nuts là gì? Hạt luôn. Được các bạn? Seeds là hạt giống. Được các bạn? Nuts là những cái hạt. Được các bạn? Đó, cũng là hạt luôn nhưng mà nó khác. Ví dụ đối với cái trường hợp gọi là hạt mắc ca hoặc là gọi là hạt dễ cười á thì chọn là seed hay là nut. Nut. Được chưa? Hoặc là quả ốc chó rồi đó thì cũng là nut luôn. Được chưa? Còn seed là những cái hạt giống thôi. Rồi thì bà ấy gì đây? Bà ấy đã có một cái chế độ gọi là toàn là ăn hạt giống hoặc này có kiểu mà nó như là low fat là gì? Ít chất béo và nó gì dầu gì đấy? Dầu chất gì? Sơ, fiber là chất sơ á. Được chưa? Rồi, it must be hard to live on such a limited diet. Được chưa? Là nó ác hẳn là nó rất là khó để live on. Các bạn nhớ live on là kiểu như là chỉ sống, mình ăn một cái loại thực phẩm nào đó thôi. Được chưa? Bạn nhớ live on là mình sống chỉ dựa dẫm vào một cái loại thực phẩm nào thôi. Được chưa? Đó thì nó ác hẳn là khó để kiểu như là sống với gọi là cái chế độ ăn kiêng mà nó hạn chế, một chế độ mà hạn chế như vậy. Tôi nghĩ là như vậy. Được chưa? Là tác giả nghĩ như vậy các bạn. Đó. Rồi, nhưng mà bà John bà lại không đồng ý. Tác giả là nghĩ kiểu như rất là khó để kiểu như là có một cuộc sống toàn ăn những thứ đạm bạc như vậy. Nhưng bà không đồng ý. Thì bà nói gì? Nó rất là dễ dàng để sống như vậy. Tôi không thể nào tưởng tượng được cái việc đó chính là sống một cách nào khác ngay lúc này. Bà đã nói. Được chưa? Thì hiện tại bà có tận hưởng cái việc như vậy không? Có. Nó chưa? Thì đoạn này tìm cái đoạn nào mà nó ít đúng nhất. Câu A. John would rather. Ít đúng nhất các bạn ha. Would rather tên là gì? Thà làm cái gì đó hướng. Được chứ? Là bà John bà thà ở nhà và đọc về những cái holiday, đọc về những cái gọi là những cái kỳ nghỉ hơn là một cái hoặc là hơn là một cái đi một kỳ nghỉ đúng không? Đúng không? Chắc không? Đúng, nãy bà nói rõ ràng là gì? Là kiểu như là bà không thích đi du lịch. Được chưa? Và bà chỉ muốn ngồi ở nhà, bà gửi tìm hiểu về những cái nơi chốn và gọi là đọc về những cái nơi chốn đó thôi. Được chưa? Đó thì câu này đó chính là nó chưa đúng. Được chưa? Đó, bà đâu thích đi du lịch đâu. Được chưa? Cho nên câu này đúng ha. Thà ở nhà mà đọc còn hơn là đi. Câu B, from time to time là gì? Đi chang như là gì? Sometimes. Được chưa bạn? Rồi, đôi khi thì bà ồ, sao có chữ from time to time trong này? Để xíu. Rồi bỏ cái chữ from time to time đi, bị dư rồi. Get accustomed to là gì các bạn? Là bà này bà đã quen với cái việc có một gì đấy, có một cái chế độ ăn kiêng mà nó, chế độ mà nó khắc nghiệt và nó giới hạn. Được chưa? Rigid là nó cứng nhắc các bạn, rigid là cứng nhắc đó. Được chưa? Là kiểu như là mình có thay đổi được không? Đó. Đúng không các bạn? Bà kiểu như có quen với việc này không? Quen rồi, rõ ràng kiểu như là không thể, bà nói rồi, không thể là tưởng tượng cái việc mà sống cách khác. Được chưa? Đã quen rồi, chọn đúng. Câu C.
là bà John bà gì đây, keeps herself busy. Ủa thầy nhầm. Câu C, during winter, trong mùa đông á thì bà này bà giữ ấm bằng cách gì đây? Đó chính là mặc đồ và working out là gì? Là thể dục thể thao đúng không? Đúng, vậy câu này sao? Thì đọc thử câu D thử nhá. Bà John refrain from, thầy dạy bạn refrain from kia ai nhớ? Đúng rồi, ngăn không làm gì đó, cố gắng không làm gì đó lại dừng á. Được chưa? Là bà này đã phải dừng cái việc gì đây? Deep consumption. Là kiểu như là ăn á. Các bạn nhớ consumption là cái việc ăn á. Cái việc mà ăn thịt bò. Merely because là gì? Chỉ bởi vì là bà thích một cái chế độ ăn mà nó ít ít béo và nó giàu gì đây? Giàu chất xơ, đúng không? Nó chỉ, các bạn thấy chị Milly chỉ đơn thuần là đúng. Gọi là cái mấu chốt của việc mà bà không tiêu thụ thực phẩm nữa, tiêu thụ thịt bò nữa là gì? Là bà có quan tâm về việc gì? Quan tâm về cái ngành công nghiệp mà sản xuất đồ ăn, sản xuất thịt và cái sự tàn phá môi trường nếu mà mình sản xuất nó. Đúng không bạn? Rõ ràng, hồi nãy thầy nói rồi. Được chứ? Các bạn hiểu không? Hiểu câu này không? Rồi, đọc tiếp hai đoạn cuối các bạn ha. Rồi, but John must use... đúng rồi, tiếp tục. Nhưng mà chắc hẳn là bà này bà phải sử dụng một chút xíu năng lượng như đó. Đúng không? At least. Để chứ ít người ta đặt câu hỏi tiếp rồi. Must use. Rồi, đọc tiếp cái nào phải câu hỏi. Nhưng mà bà John chắc hẳn là bà cũng phải sử dụng ít nhất là một chút xíu năng lượng. Được chưa? Her monthly electricity bill, các bạn nhớ là hóa đơn tiền điện là bill nha. Thì hóa đơn tiền điện hàng tháng của bà là gì? Năm gì? Năm bảng. Được chưa? This cover her radio. Cover, bố thầy dạy các bạn cover là gì chưa? Đối với trường hợp này, chi trả cho việc đó đúng không? Bố thầy nói chưa? Chi trả tiền á, thì đối với trường hợp này là bao gồm. Được chưa? Đó thì cái này liên quan đến tiền mà. Cái này nó bao gồm gì đây? Đó chính là tiền điện, gọi là cái radio của bà nè. Her low energy light bulb là gì? Cái đèn mà tiết kiệm điện, cái đèn tiết năng lượng đó bạn. Light bulb là cái đèn gì? Cái đèn mà đèn chùm, không phải đèn chùm. Các bạn tưởng tượng nó mà đúng không? Đó còn không phải đèn này đâu. Đúng rồi, cái này luôn đó. Được chưa? Cái này đó. Được chưa? Rồi kiểu như là cái đèn mà tiết kiệm năng lượng. Và the electric kettle là gì? Kettle là gì bạn? Cái bình nướng á, cái bình nướng sử dụng điện. Các bạn nhớ, electric nó khác với electrical chỗ nào? Mày đó tập trung, electric khác với electrical là gì? Electric là sử dụng điện, thì rõ ràng cái đèn ấm nước nó sử dụng điện. Còn electrical là gì? Thuộc về điện. Còn electronic là gì? Điện tử nha, ba cái khác nha. Đó, vậy bả chỉ xài mấy cái rồi gọi là sử dụng điện thôi. Ba cái thôi nha. Rồi, cái mà cô ấy uses, cô ấy gì đây? Sử dụng nha. Tại chứ không phải các bạn thấy YouTube cái đã từng nha các bạn. Cái này sử dụng á, mà bà ấy sử dụng để ở đây là nấu nước nóng. Để làm gì đây các bạn? Washing and tea. Để gì đây? Để tắm và để giặt nha các bạn, để tắm. Để giặt và để uống trà. Rồi, bà ấy đã từng có một cái tivi. One là đã từng có một cái tivi. Nhưng mà bà để gì đây? Đã quăng nó mất tiêu rồi. Quăng nó quăng gì trời? Tivi quá dễ rồi. Và chưa vào năm 1975. It can be very comfortable. Nó không thể nào mà nó thoải mái. Được chưa? Mà sống như vậy. Nhưng mà bà John, bà dường như là gì đây? Bà cảm thấy rất là cheerful, cảm thấy vui vẻ. Được chứ? Đó, và nhớ thầy cầm cheer up là gì? Làm nó vui. Rồi tiếp tục đọc cuối cùng là mình làm những cái cuối luôn. John is very physically fit for her age. Là gì? Là bà John, bà rất là khỏe. Được chưa? Ở cái độ tuổi đó, nhưng bà rất là khỏe về gì đây? Physically là về khỏe về thể chất. Được chưa? She claims gì? Bà ấy tuyên bố, quả quyết rằng là nó là kết quả của cái lối sống lành mạnh. Được chưa? Nhưng bà ấy đồng thời cũng rất là gì đấy? Khỏe về tinh thần, đúng không? Đẹp vừa khỏe về thể chất, vừa khỏe tinh thần. Bà ấy là một cái thành viên của cái này, Mensa, một cái hiệp hội hay là một cái hiệp hội các bạn. Một cái hiệp hội cho những người với gì đây? Cái gì đây cao? Cái IQ mà, cái gì? Cái IQ như thế nào đó cao? Exceptionally. Được chưa? Đó, cứ để đó tính sau nha. Đó, nhưng mà các bạn làm cái thầy gì exceptionally? Các bạn đoán thầy exceptionally là gì? Chọn thầy có gì? Tích cực. Cha tích cực rồi, chọn thầy có gì? Oh yeah. Được chưa bạn? Đó. Rồi. Thì suy luận thầy exceptionally là gì? Khác thường. Được chưa? Nghĩ đầu tiên là khác thường, nổi bật, đặc biệt. Được chưa bạn? Đó. Khác thường, nổi bật, đặc biệt.
Thay vì thầy nói là gì? It is an extraordinary performance. Thầy có thể nói là gì? It is an exceptional performance. Một cái màn trình diễn mà rất là tuyệt vời. Nào chứ các bạn? Đó, nhớ thầy exceptional nha. Một cái hiệp hội dành cho những người mà có cái IQ nó cực kỳ cao. Hiểu nó là như vậy. Hoặc cái thầy chỉ reluctant đi. Reluctant là gì mới đó? Một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Nhớ thầy, reluctantly đó chỉ là một cách miễn cưỡng, bất đắc dĩ. Câu B, thoroughly là gì? Thông suốt. Cũng được. Thấu đáo hoàn toàn, triệt để. Được chưa? Học thầy đó chính là hoàn toàn triệt để. Được chưa? Hoàn toàn triệt để, thorough. Rồi, tiếp tục. Bà ấy như là đây, she is a qualified physicist. Physicist là ai các bạn? Nhà vật lý mà qualified là gì? Đạt gì? Đạt tiêu chuẩn, được chứ các bạn? Đó, thể qualification là gì đó, chứng chỉ. Được chứ? Thì bà này kiểu như là một cái nhà vật lý nha, mà kiểu như là đạt đủ tiêu chuẩn. Được chứ? Và đã từng làm việc, đã từng làm việc cho như là gì các bạn? Đã từng làm việc là scientific advisor là gì? Những người mà tư vấn về khoa học, được chứ? Đó, cho một cái công ty mà về năng lượng. Được chứ bạn? Đó, ghê các bạn. Cho nên rõ ràng là hồi xưa bạn làm về năng lượng nè. Cho nên bây giờ bạn đây hiểu rõ là cái tác động của việc là sử dụng quá là nhiều năng lượng đối với hành tinh. Cho nên là bạn quyết định là sống một cuộc sống rất là xanh. Được chưa? Rồi, it must be boring for her now that she is retired. Nó ác hẳn là rất là gì đây? Là chán cho bà ấy khi mà bà ấy về hưu, retire. Được chưa? Thì các bạn đó đi kiểu như là do cái việc bà nghỉ hưu là bà cảm thấy chán, hay là bà làm cái việc đó, bà làm kiểu như là tư vấn cho công ty năng lượng đó thì bà cảm thấy chán. Cái nào? Các bạn coi. Phải là do cái việc bà nghỉ hưu thì mới chán chứ. Chứ sao mà kiểu như bà làm mà bà chán được? Đúng không bạn? Bởi vì kiểu như là gì? Là bà có quan tâm về vấn đề về năng lượng không? Mà bạn lại làm trong một công ty về năng lượng thì các bạn nghĩ có nó có chán không? Sao mà chán được? Hiểu không? Nè, now that nè, người ta now that she is retired nè. Là chán là do việc này đó, là do nghỉ hưu nè. Rồi, I think là do bạn đoán, là tác giả bạn đoán vậy thôi. How does she keep her mind occupied? Keep someone's mind occupied là gì? Làm sao mà bà ấy có thể khiến cho bà ấy bận rộn? Được chưa? Đó, các bạn nhớ occupied là bận rộn các bạn ha. Keep someone occupied làm cho ai đó bận rộn. Được chưa? Bận rộn là kiểu như là mình làm những chuyện tùm lum tùm la để mình khỏi còn suy nghĩ việc khác đó. Rồi, cái đáp án cho việc đó đó chính là gì? Jog down thì các bạn, trước thầy dạy bạn jogging là gì? Jog là chạy bộ. Được chưa? Đó, là bà ấy, bà nói rằng là gì? Đáp án là do bà chạy bộ tới cái thư viện mỗi ngày để đọc báo và gì đây? Và đọc những cái nghiên cứu ở trên mạng. Rồi, sau đó bà đó quay trở về nhà và viết những bức thư cho politician là gì? Những cái người chính trị gia, yeah, được chưa? Và high power public figures và những người gọi là figure like, nhân vật, những nhân vật công chúng mà có quyền lực cao, được chưa? To lobby in favor of ecological causes là gì? Ecological là gì? Thuộc về gì? Sinh thái. Được chưa? Là kiểu như là viết những cái bức thư cho những người mà gọi là chức lớn đó, được chưa? Về gọi là to lobby in favor of, cái từng nhẹ các bạn chỉ in favor of rồi đó. In favor of là gì? Thì ecological causes là những cái gọi là vấn đề về gọi là sinh thái thôi, được chưa? Thì con này các bạn chọn gì đây? In favor of, viết cho những cái người gọi là có tên tuổi lớn đó. Những người này mà kiểu như họ như thế nào đó về gọi là những cái vấn đề về môi trường sinh thái. Chọn in favor rồi, các bạn nghĩ favor thích cực hay tích cực? Các bạn tích cực rồi thì chọn là tích cực thôi, A, B, C, D. Chọn thầy câu gì? Các bạn coi, advocating thầy dạy các bạn chưa là gì? Ủng hộ, quan và ủng hộ về những vấn đề về sinh thái, được chưa? Thầy dạy rồi, in favor đó chỉ là ủng hộ thôi, tán thành, được chưa? Câu B trái nghĩ opposing là gì? Phản đối thôi, không đồng tình. Inducing đó chính là mình gọi là mình thuyết phục, được chưa? Đó, hoặc là xui khiến cũng được, thuyết phục hoặc là xui khiến, từ này khó nha. Induce, thuyết phục hoặc xui khiến. Còn prevail đó chính là chiếm ưu thế, được chưa? Chiếm ưu thế,
Prevail, từ này cũng khó luôn, chỉ mua thế. Nó giống y chang chữ dominate các bạn, chỉ mua thế nha. Rồi tiếp tục, she regards as là gì các bạn? Rồi regards something as là gì? Bà ấy xem gọi là đời cái cuộc sống của bà ấy như là một cái important experiment là gì? Một cái cuộc thí nghiệm quan trọng, được chưa? Và là một cái gương cho mọi người, được chưa? Rồi tôi phải gọi là thử nghiệm với gọi là cái lối sống gọi là hiệu quả về năng lượng để chứng minh rằng it's survivable, nó có thể tồn tại được, có thể sống được, được chưa? Rồi rõ ràng bài này đều nói về ai các bạn, cái bài ngữ này, được chưa? Về gọi là cái vụ về năng lượng luôn. Rồi tiếp tục làm thầy cô spam 2, đoạn này dưới đây đúng nha, các bạn chọn câu nào? John is an epitome of leading a green lifestyle and still getting through, là gì? John là một cái epitome, vậy rồi là gì? Quên nữa. Bữa thầy dạy tiên từ đồng nghĩa với epitome chưa? Là gì? Đúng rồi. Ví dụ tiêu biểu, ví dụ điển hình. Bà ấy đã kiểu như là một cái ví dụ điển hình cho cái việc gì đây? Leading a lifestyle. Các bạn như lead a life phải là dẫn đầu các bạn. Lead a lifestyle là gì? Là có theo đuổi một cái cuộc sống, được chưa? Là bà ấy là một cái ví dụ điển hình cho việc có một theo đuổi của cuộc sống mà nó xanh sạch và vẫn get into là vẫn gì đấy? Vẫn vượt qua, đúng không? Đúng không? Cô đọc tiếp đi. John đã gì đây? Bo quý vị. Và John đã chán với cái việc đó chính là làm việc làm một cái người tư vấn khoa học cho một cái công ty năng lượng, đúng không? Sao nãy thầy nói rồi? Câu C. Leading a lifestyle like John's, đó chính là có một cái lối sống như là bà John thì dường như là nó phù hợp cho individualize những người mà họ có gì đấy? IQ cao, có không? Sầu lắm. Câu C. Bà John, bà keep her busy. Her say busy là gì? Bà John là bà làm cho bà bận bằng cái việc đó chính là chạy vòng vòng thành phố cho đến khi bà về nhà, đúng không? Phải chạy đến thư viện, để chạy vòng đến thư viện để làm gì đây? Đọc sách rồi nghiên cứu này nọ, được chưa? Câu xe tào lao. Câu D. John discard là gì? Dục, bỏ. Là bà John bà bỏ vứt cái TV của bà vào năm 1975 bởi vì bà nghĩ rằng là nó là rất là tốn điện. Nhưng mà bà phải coi quan trọng là bài đọc nó có kể hay không. Coi lại bà vứt nè, bà có kể là nó có tốn điện gì không? Đâu kể đâu. Có thể đúng, nhưng mà trong bài đọc có kể không? Đâu ra em. Đúng không? Thì cô này chọn gì? Câu A, này rõ ràng rồi. Là một cái ví dụ điển hình nè, bà muốn bà làm một cái, người ta nói là example, tấm gương nè. Được chứ? Tấm gương cho việc gì đây? Đó chính là có một cuộc sống khỏe mạnh, một cuộc sống mà nó xanh và vẫn get into trong cái bài đọc, cái chỗ nào mà get into các bạn? Survive, đúng không? Đó, thì câu này. Tiếp tục câu số 26. Cái đoạn nào dưới đây mà các bạn suy luận ra từ bài đọc? Là tác giả khuyến khích mọi người là phải làm theo tấm gương của John. Có suy không? Có thể đúng, nhưng mà trong bài đọc này đâu có ý nào bắt mình phải suy ra đâu. Trong cái câu này đâu có. Câu B. Nếu mà tác giả ever adopted, cái này người ta dùng câu truyền còn là hai các bạn ha. Là nếu mà cái người tác giả là người viết bài này á, nếu mà người tác giả mà thật sự mà bà ấy mà có một cái lối sống giống y chang là John, thì chắc là cô ấy hoặc là anh ấy thì không thể nào có thể gọi là sống sót được. Đúng không? Rồi cứ đọc tiếp đi ha. Câu C. Leading a lifestyle like John's, là có một cái lối sống như là bà John dường như là chỉ phù hợp cho những người gọi là có IQ cao. Không có. Là bà có tham gia cái hiệp hội những người IQ cao thôi, chứ không nói. Câu D. It's likely to prolong, là gì? Nó có thể gì đây? Kéo dài cái tuổi thọ của bạn nếu mà bạn bắt đầu một cái lối sống mà nó xanh sạch, thân thiện với môi trường, gọi là tiết kiệm về năng lượng, đúng không? Chỗ nào? Quan trọng chỗ nào? Cái chỗ nào mà gọi là mình kéo dài tuổi thọ? Chỗ nào? Không, anh cầm thêm chỗ nào? Giờ các bạn đang lấn cấn giữa câu gì? Có lấn cấn giữa câu nào đúng không? Câu B và câu D đúng không? Câu B là gì? Nếu mà tác giả kiểu như là có lối sống y chang như bà John á, thì dùng câu đi cần là 2 nè, thì hiện tại đâu có đâu. Mà kiểu như nếu mà có lối sống như vậy đó, thì là cái người đó tác giả thì sẽ không thể nào mà sống sót được. Hãy suy luận nha, đúng không? Câu này khó đó. Câu này mà thầy soạn mà thầy tâm đắc lắm á. Quan trọng phải chỉ ra nếu câu B nó đúng thì chỗ nào và câu D đúng sẽ là chỗ nào. Có đó.
Kiểu như là nếu mà tác giả mà sống như vậy bạn có chịu đựng được hay không? Chỗ nào? Chỗ nào em? Các bạn coi nha, câu B nó đúng bởi vì sao? Các bạn coi nè. It can be easy, các bạn coi đầu đoạn 2, các bạn thấy nè. Nó không thể nào dễ dàng để sống mà không có transport. Là tác giả nghĩ như vậy, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là gì? It can be very pleasant in winter. Nó không thể nào mà dễ chịu mà sống trong mùa đông mà kiểu như là không máy sưởi. Tác giả nghĩ như vậy. Rồi tiếp tục còn gì nữa? It must be hard to live on such a limited diet. Đúng không? Tác giả nghĩ kiểu như sống như vậy á thì nó rất là khó, đúng không? Ăn uống rất là đạm bạc như vậy. Rồi còn gì nữa? Tiếp tục. Đúng rồi, it can be very comfortable to live like this. Đúng không? Là tác giả nghĩ như vậy thì rõ ràng nếu mà tác giả mà kiểu như là trong tình huống đó thì bả hay ông đó sống được không? Đó, hiểu không? Đó thì phải suy luận như vậy. Còn cô D nó có đúng đâu? Cô D chỗ nào mà kéo dài tuổi thọ? Đâu có chỗ nào tuổi thọ đâu. Rồi sống dài đó. Được chưa? Bả mới mấy tuổi, 6-7 tuổi chứ mấy đâu là kéo dài tuổi thọ. Rồi, làm thầy câu tiêu đề. Cái dòng nào dưới đây tiêu đề? Chọn thầy quá dễ luôn. Thầy nói là cái bài này đang nói về ai thì cái bài tiêu đề nó phải về cái vụ đó. Được chưa? Nó có khuyến khích mình hay không? Đó thầy không biết chọn câu nào. Câu A, the UK's most eco-friendly pensioner ai? Trước giờ thầy dạy bạn pension là gì? Lương hưu, bạn này có về hưu chưa? Rồi. Vậy pensioner là ai? Người về hưu. Cái người về hưu mà kiểu như là thân thiện môi trường nhất Đức Anh, đúng không? Bao gồm trong bài này nhớ. Cứ đọc tiếp đi ha. Câu B, energy efficient lifestyle, lối sống mà tiết kiệm năng lượng. Tại sao không chứ? Cái bài này người ta có khuyến khích mình thật sự là mình phải theo cái gọi là cái bước chân của bài đó không? Cũng chưa nói. Được chưa? Quan trọng là cái bài này nói về bài này. Được chưa? Rồi câu C, làm sao có thể sống sót một cuộc sống mà không có cái này tào lao rồi. Câu D, cuộc sống của một người phụ nữ mà mang tính lịch sử. Nó là lịch sử nghe ghê. Câu này chắc chắn chọn thành câu gì? À chứ mấy đứa. Được chưa? Rồi. Làm thầy ba câu tìm lỗ sai. Sổ. Lẹ. Ba câu tìm lỗ sai. Rồi năm sao thầy không biết ba câu kia luôn. Rồi. Trời ơi, mới có mấy câu à. We have found planets are beating that star. Là chúng ta đã tìm thấy 5 cái hành tinh mà nó orbit đây các bạn. Orbit danh từ là gì? Quỹ gì? Quỹ đạo. Được chưa? Còn động từ của nó là gì? Quay xung quanh là đi theo một vòng quỹ đạo. Được chưa? Là chúng tôi đã tìm thấy 5 cái hành tinh mà nó kiểu như là nó chạy theo cái ngôi sao đó. Được chưa? Quay theo quỹ đạo của cái ngôi sao đó. Và với gì đây? Với cái gì đó của chúng ta thì chúng ta đã tìm thấy one là one gì? One planet đó. Chúng ta tìm thấy đã một cái hành tinh within the star's habitable zone that has an atmosphere. Là kiểu như tìm thấy một cái hành tinh mà ở trong một cái vùng gì đó của cái ngôi sao mà nó có không khí. Không khí mình thở được á. Là có thể là có cái cuộc sống, có gì life gọi là gì mấy đứa? Sự sống. Được chưa? Rồi, thì câu này các bạn chọn gì? Orbiting thì như sai không? Buộc các bạn phải biết từ này. Quỹ đạo. Spectroscope là gì? Trước thầy dạy các bạn microscope là gì? Cái niệm viên trước thầy dạy put someone under the microscope kêu là gì? Soi xét hai đó đúng không? Microscope. Micro là nhỏ xíu nè. Micro đó. Được chưa? Microscope đó chính là kính hiển vi vậy. Còn cái nào là kính gì? Kính tinh văn. Được chưa? Kính tinh văn gì có gì sai không? Đâu thì sai. Tại vì nó có giữa câu C và câu D. Nó có một cái không một cái atmosphere là gì? Bầu không khí thì gì sai không? Thì con này sai câu gì? Habitual nó đổi phải thành gì? Đang tính từ mà. Trời ơi, Dung ơi nhớ. Gọi là nó có thể sống được. Habitat là danh từ rồi em. Habitable. Được chưa? Là kiểu như là có thể sống được, có thể sống được là gì? Là kiểu như là có sự sống á. Hiểu không các bạn? Habitable. Còn habitual là gì? Đó chính là thường lệ hoặc là quen thuộc. Habit là thói quen á, hiểu không các bạn? Đó.
Còn chữ habit nó bồ nó xuất nó phát xuất phát từ danh từ nào? Habitat là gì? Môi trường sống. Được chưa? Còn chữ habitual là xuất phát từ cái danh từ nào? Habit. Được chưa? Đó cho nên câu này phải là gì? Đó chính là một cái vùng, zone là cái vùng các bạn. Một cái vùng mà nó có sự sống. Được chưa? Đó. Tiếp tục câu số 47. After the horrors in Madrid. Madrid là cái thành phố ở đâu các bạn? Real Madrid ở đâu? Ở Tây Ban Nha đó. Đã bằng dưới chân. Rồi sau gọi là những cái ngày kinh hoàng, mình có chữ horror movie các bạn. Horror movie là phim gì? Kinh dị. Được chưa? Và kiểu như là sau những ngày kinh hoàng ở Madrid thì nó đã có rất là nhiều những cái media coverage đó và worldwide sympathy. Là kiểu như Madrid, hình như là Madrid cái đợt đó là nó có khủng bố gì đó, nhớ rồi. Thì nó đã có rất là nhiều cái gì đó về media là về gì? Phương tiện truyền thông. Được chưa? Và kiểu như là cái sự sympathy là sự gì? Sự thông cảm. Worldwide, sự thông cảm như nào? Toàn cầu. Đó, các bạn chọn thử coi sai cái nào, nó có cái nào nhất. Nếu cover, đó là cover gì? Đúng rồi, coverage. Được chưa? Media coverage gì mới đó? Độ phủ sóng. Được chưa bạn? Độ phủ sóng của phương tiện. Được chưa bạn? Độ phủ sóng của gọi là phương tiện truyền thông. Coverage. Cái sự độ phủ sóng của phương tiện truyền thông nha các bạn. Rồi 48, ráng 4 câu nữa gì ạ? This. Câu 45, 3 câu còn lại dễ lắm. This Haitian descendants là những cái người descendant ai các bạn? Hậu duệ. Được chưa? Tổ tiên của mình là gì? Ancestor, còn descendant hậu duệ các bạn ha. Những cái người hậu duệ ở Haiti, Haiti là một nước các bạn, thì là gì đây? Là những người gì đây? Cultural educated, economically prosperous as musicians, artists, teachers, writers and doctors. Đó, chọn đi. Câu A thì gì sai rồi? B, C, D sai chỗ nào? Tại sao dê sai? Thầy đã nói rồi, đề thi đây là những câu về từ vựng. Trời ơi, nó không còn ngữ pháp nữa. Các bạn coi, cái này là trạng từ, economically là trạng từ của tính từ nào? Prosperous, prosperous gì? Giàu có, thịnh vượng về gì? Về kinh tế. Được chứ? Thì câu này nó có như câu B và câu C thôi chứ. B, C. Cultural là gì? Thuộc về văn hóa, mà cái này nó nói về người. Trời ơi là chơi. Đó cho nên là câu này B là tào lao. Cultural là thuộc về văn hóa. Câu này đang nói về người, là những người có văn hóa, có học thức, phải chọn gì? Cultural thêm D cho thầy thôi. Được chưa? Cultural tính từ nó giống cái từ gì có học thức các bạn? Cultivated, bữa thầy nói chưa? Cultivated. Được chưa? Có học thức, có văn hóa. Được chưa các bạn? Cho nên là không được chọn cultural. Ráng này 3 câu lẹ lắm hay đứa. 3 câu thôi. Rồi, câu số 51 ráng đi. Ráng đi, ráng đi. 51. Thầy bị nhầm á, thầy chưa viết số vào. Rồi, Finland is the only country in the world. Finland đâu? Phần Lan là cái quốc gia duy nhất trên thế giới. Nơi mà, tập trung mấy đứa. Nơi mà phụ nữ share là kiểu như là có gì đây? Là chia sẻ những cái social and economic right là gì các bạn? Right là gì cái? Cái quyền mà gọi là về văn hóa và về kinh tế mà nó ngang bằng, được chưa? Hoặc là gọi là cái sự tiếp cận công bằng đối với những cái nguồn mà về việc sản xuất, được chưa? Đó. Thì thầy nhắc lại, Finland, Phần Lan là cái quốc gia duy nhất. Thì con này các bạn chọn gì? Không chỉ Finland là cái quốc gia đầu tiên, cái này là quốc gia duy nhất, mà chỉ quốc gia đầu tiên là tào lao rồi. Rồi con C, được chưa? Đảo ngữ của nowhere thôi. Được chưa? Đạo ngữ với nowhere. Nowhere. Được chưa? Không có nơi nào trên thế giới. Đạo ngữ với nowhere. Và nó sẽ gọi là đạo ngữ vế đầu tiên. Mượn trợ thường lên đồng. Được chưa? Nowhere in the world. Không có nơi nào trên thế giới thì Finland là nơi duy nhất mà. Câu B nó đúng là như, nó sẽ đúng là gì mới đúng. Không có quốc gia nào trên thế giới mà phụ nữ có thể gì đó. Đúng không? Nó sai chỗ nào? Bỏ chữ nó thì nó mới đúng. Được chưa? Một là no country in the world, đạo ngữ. Được chưa? Hai là kiểu như là con C, không có nơi nào trên thế giới.
Rồi câu số 51. James was so excited, là James rất là háo hức hào hứng khi mà anh ấy được gì đấy, được thăng chức. Cho nên anh ấy so đám của bạn rất là hứng, cho nên anh ấy đã đi vòng vòng nhà và kiểu như là shouting at the top of his voice, là gì ta dạy rồi là gì, hét rất là lớn, được chưa? Cái này so đám thôi hoặc là sức gì đó đúng không? Thì người ta chọn gì? Ủa, coi kỹ chưa mấy đứa? Ủa, coi kỹ chứ ta. Trời ơi, dễ luôn, kỹ chưa được, kỹ không chắc chưa? Ai chọn A? Ai chọn B? Thầy nói cực kỹ mà sao mấy đứa, sao kỳ vậy? Công an chốt quốc rồi. Sai chỗ nào? So excited chứ sao mà so exciting. Cái này thằng này nó hào hứng rồi về cảm xúc rồi, sao bạn chơi exciting? Thấy gì bảy chưa? Có dụ dụ vàng vàng. Câu gì? Sao mà cô đưa cái này mình tuy như gọi là trái nghĩa em? Có gì? Còn B. B trên chứ. Ủa em, cái này là dùng danh từ excitement bởi vì nó có search mà em. Search chứ. Đảo ngữ search, search rồi sau đó là danh từ. Còn gọi là show là tính từ. Chưa biết vụ đó hả? Thì phải chọn con bên trên chứ. Thì sao mình là danh từ đó em? B trên á. Bởi vì show search rồi sau đó là thay vì thầy nói gì, ví dụ như thất vọng, gọi là cái sự thất vọng đi. I was so disappointed. Đáp gì đó thì đã nghĩ là gì? So disappointed was so disappointed was I. Hoặc là danh từ là gì? Such was my disappointment. Được chưa? Such thì phải dùng danh từ, các bạn tưởng tượng được chưa? Such thì phải dùng danh từ, còn so thì dùng tính từ. Được chưa? Chứ em tự nhiên em dùng such was James excited hả? Sở hữu cách của à đúng rồi, thầy hiểu rồi, đúng rồi. Thì câu này phải với thầy một cách. Chữ James phải với thầy một cái. Phải một cái. Ở thầy hiểu rồi. Phải ép vậy thầy sợ thầy bị thiếu khúc này. Thầy chưa nghe rõ cái gì sở hữu. Rồi, câu số 5 của cuối cùng nè. It wasn't until up. À, các bạn nhớ không? Thầy cầm đó chứ là con bê gì? Shouting at the top of his lung, thầy dạy chưa? Rồi, câu số cuối cùng. It wasn't until that là gì các bạn? It wasn't until that là gì? Mãi cho đến khi gọi là anh ấy hồi phục thì anh Neil thì mới gọi là nhận ra rằng là anh ấy xem chết. Được chưa? Thì cái này mãi cho đến khi, thì chỉ sau khi gì đó thì anh ấy mới thôi, thì chọn gì thôi. Coi kỹ nha. Cái việc nào xảy ra trước? Hồi phục rồi sau đó mới nhận ra. Được chưa? Thì cái nào hồi phục mới nhận ra nè. Only after he had this. Câu A đúng không vậy? Đạo ngữ bế đầu, bế sau mấy đứa? Bế sau nha, thì câu A đúng không? Chỉ sau khi anh ấy hồi phục thì đúng rồi, chính xác. Còn mấy câu kia, only when. Không, đúng. Câu D nó sai chỗ nào các bạn? Nghĩ thì ok, nhưng sai chỗ nào? Nó không có đạo ngữ bế sau. Và thầy nhớ, thầy nói các bạn nha, not until là không còn that nữa. Được chưa? Và phải đạo ngữ phía sau. Được chưa? Cho nên câu này chọn đúng nhất vẫn là câu A. Chỉ sau khi anh ấy hồi phục thì anh ấy mới ấy.